Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 99. Tiêu Chính Văn vừa quay đầu lại chỉ thấy Trần Nguyệt Nhi chắp tay lại với Tiêu Chính Văn nói, Trần Nguyệt Nhi xin chào anh Tiêu. Nhìn thấy người phụ nữ đẹp như tiên trước mặt, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày nói, cô biết tôi à? Anh Tiêu, tôi là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực, từ lâu đã được nghe danh của anh Tiêu ở ngoài lãnh thổ. Trần Nguyệt Nhi mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn. Sau đó chậm rãi tiến về trước đi đến đứng giữa Tiêu Chính Văn và Trương Tử Tuấn, hờ hững nói, tôi nghĩ giữa hai người chắc có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, Nguyệt Nhi, cô có ý gì? Lẽ nào cô vẫn muốn bảo, không để Trương Tử Tuấn nói hết, Trần Nguyệt Nhi cau mày nói, anh Trương, chúng ta vẫn chưa hiểu hết về thế tục, sau này khó tránh khỏi vẫn phải nhờ vào anh Tiêu. Trần Nguyệt Nhi cực kỳ thông minh, cô ta đã nhìn ra sát khí của Tiêu Chính Văn ở trên đường. Chỉ cần hai bên ra tay đánh nhau thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp cho Trương Tử Tuấn. Gì cơ, chúng ta phải nhờ vào một tên yếu kém trong thế tục. Được thôi, nể mặt cô, tôi sẽ không tranh cãi chuyện hôm nay, bảo chúng lập tức cút đi cho tôi. Từ nay về sau không được đặt chân trong vòng 10 cây số vào chỗ kia, nếu không sẽ bị giết không thương tiếc. Nói rồi Trương Tử Tuấn chỉ vào ngọn núi nhỏ ở phía đối diện hồ nhân tạo. Đỉnh của nó được bao phủ bởi màn xương trắng. Sở dĩ hắn chọn nơi này là vì khá thích môi trường ở đây. Hơn nữa nơi này trông có vẻ sông bằng phẳng, núi không cao, đường đi không hiểm trở, nhưng linh khí dồi dào, đối với tất cả những người từ ngoài lãnh thổ về, tu luyện ở đây chắc chắn không thua kém năm ngọn núi nổi tiếng. Nghe thế Trần Nguyệt Nhi quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, tôi nghĩ không ngại thì tặng nơi này cho Thế Tử Trương. Mọi người đều là người Hoa Quốc, không cần phải vì một chuyện nhỏ mà dương cung bạt kiếm với nhau. Mỗi tấc đất, mỗi một dòng sông đều là lãnh thổ của Hoa Quốc. Sao có thể cho anh ta tùy tiện chiếm giữ? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Anh nói gì? Trương Tử Tuấn không ngờ Tiêu Chính Văn lại không nể mặt hắn như thế. Cho dù các anh có là thế tử của gia tộc lớn ngoài lãnh thổ hay người dân Hoa Quốc, bất kỳ ai cũng phải làm theo pháp luật Hoa Quốc. Quốc pháp không khoan dung, lãnh thổ không thể để mất. Muốn ở lại Hoa Quốc thì phải tuân thủ luật pháp Hoa Quốc. Giọng điệu của Tiêu Chính Văn không hề có ý nhượng bộ, thậm chí còn có ý chỉ trích đám người Trương Tử Tuấn. Tên họ Tiêu kia, anh nghĩ tôi sợ anh sao? Trương Tử Tuấn bỗng tức giận, vừa rồi hắn đã nhượng bộ hoàn toàn là nể tình Trần Nguyệt Nhi. Dù sao nhà họ Trương hắn cũng có quan hệ tốt với Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa Trần Nguyệt Nhi lại là người đẹp nhất trong đám bọn họ, dĩ nhiên Trương Tử Tuấn cũng là một trong những người yêu mến cô ta. Nên sau khi Trần Nguyệt Nhi lên tiếng, hắn mới tha cho Tiêu Chính Văn một mạng. Nếu không với tính cách của hắn, đừng nói là đám yếu ớt trong thế tục, dù là Tiêu Chính Văn trước mặt, giết thì cứ giết, ai dám nói nửa chữ không? Muốn ra tay, được thôi, tôi có thể chơi cùng bất cứ lúc nào. Lời này của Tiêu Chính Văn khiến Trương Tử Tuấn điên máu. Sau đó một tay chỉ lên trời, một luồng sáng che cả mặt trời bao trùm mấy chục cây số. Rầm, một con rồng màu bạc lao vút lên trời rồi lượn vòng xung quanh Trương Tử Tuấn. Hừ, chỉ một tên yếu ớt ở thế tục như anh, nghĩ giết được Thiên Minh Tử là có thể xem thường đám người bọn này sao? Nói rồi Trương Tử Tuấn vung tay lên, con rồng màu bạc đó lao thẳng đến chỗ Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó Khổng Thiên Tường ở Thiên Sơn phía xa nhìn một người đàn ông áo xám ở sau lưng, trầm giọng nói, mấy ngàn năm nay nhà họ Khổng tôi vẫn luôn ra sức bảo vệ hình tượng, không tiện ra tay. Chỉ bằng cứ để anh ra mặt cứu Trương Tử Tuấn đi. Người đàn ông áo xám phía sau là thế tử nhà họ Hồ Hồ Vọng Hải, cũng là một trong các gia tộc cực kỳ có danh tiếng ngoài lãnh thổ. Trong số những người quay về thế tục lần này, ngoài Khổng Thiên Tường thì người có thực lực cao nhất phải kể đến Hồ Vọng Hải. Với danh tiếng của nhà họ Hồ và thực lực của Hồ Vọng Hải, muốn giết Tiêu Chính Văn cũng nể mặt hắn quá. Nghe thế Hồ Vọng Hải khẽ gật đầu, rót vào chân âm, lớn giọng hét lên về hướng Long Kinh nói, Tiêu Chính Văn, chuyện hôm nay đến đây thôi, bọn tôi không truy cứu với anh nữa là được rồi. Nói xong trong không gian nổi dậy một làn sóng nước, ngay sau đó Hồ Vọng Hải đã đến được chỗ Hồ Nhân Tạo. Cứ đến đây thôi, anh là cái thá gì, nơi này đến lượt anh lên tiếng ra lệnh à. Tiêu Chính Văn không cảm xúc lạnh lùng nói. Trương Tử Tuấn vừa quay về thế tục đã tìm điện thần Long gây chuyện, hơn nữa còn dám lớn lối bảo muốn phá hủy cứ điểm ở gần Long Kinh của điện thần Long.
Sao Tiêu Chính Văn có thể vì một câu nói của Hồ Vọng Hải mà bỏ qua cho Trương Tử Tuấn được? Tên họ Tiêu kia, tôi thấy anh đang đâm đầu vào chỗ chết đấy. Nghe thế Hồ Vọng Hải nổi giận. Lúc này hắn đã đến nơi xảy ra mâu thuẫn, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, lại có thêm ba bóng người xuất hiện phía sau hắn. Bốn người này đều là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5, lúc này bốn người đều toát ra khí thế mạnh mẽ, một luồng uy lực vô hình bao trùm lấy Tiêu Chính Văn. Ngay cả nước trong hồ nhân tạo bên dưới cũng dâng trào lên, trong vòng mấy trăm mét xung quanh cũng đều rung chuyển. Bốn cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 có uy lực tuyệt đỉnh, khí thế kinh thiên động địa khiến người ở cả Long Kinh đều cảm nhận được sự áp bức vô hình. Vài ông lớn trong giới kinh doanh bùng nổ gần như cùng một lúc. Mấy tên con cháu gia tộc ngoài lãnh thổ này vừa quay về thế tục chưa được 2 tiếng mà đã khai chiến với Tiêu Chính Văn rồi. Lẽ nào anh muốn ép chúng tôi ra tay thật sao? Hồ Vọng Hải lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, vô số luồng khí tức đáng sợ cũng theo đó bùng phát. Lúc này bầu trời bỗng xuất hiện vô số sấm chớp màu tím nhanh chóng tụ lại ở chân trời. Lúc này rất nhiều người dân Long Kinh đều ngẩng đầu lên nhìn trời cao, chỉ thấy nhiều tia sấm chớp màu tím nhanh chóng tụ lại trên bầu trời Long Kinh. Uy lực của trời cuồn cuộn đè ép bên dưới, thậm chí ngay cả một vùng đất trời dường như cũng hoàn toàn sụp đổ trong tích tắc. Bức tường thành trải qua bao mưa gió hàng trăm năm xung quanh Long Kinh cũng không thể chịu được luồng uy lực này mà lắc lư. Dường như chỉ cần đám người Hồ Vọng Hải giấy lên ý nghĩ thôi, cả Long Kinh lập tức không còn nữa. Dù sao trước đó cường giả nhân vương trong Hoa Quốc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 càng ít đến đáng thương. Ai trong đám người Hồ Vọng Hải cũng có thực lực tuyệt thế, chỉ một luồng uy lực cũng đáng sợ như vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Nếu mấy người bọn hắn thật sự ra tay đánh Tiêu Chính Văn thì chỉ uy lực sót lại cũng có thể san bằng Long Kinh. Thậm chí có không ít người chạy vào trong động phòng không trốn sợ mình và người nhà sẽ gặp tai họa. Sau khi thấy Tiêu Chính Văn bị vô số khí tức đáng sợ vây chặt kín, ngay cả Trương Tử Tuấn vừa rồi suýt bị Tiêu Chính Văn đấm một cái thành bùn thịt cũng cười khẩy. Trần Nguyệt Nhi nhíu chặt mày. Vì lần này không phải thế tử của 1-2 gia tộc quay về thế tục mà là mười mấy thế tử và vài cao thủ ngoài lãnh thổ đều quay về cùng một ngày. Cho dù giữa họ có mối thù sâu đậm thế nào nhưng khi đối mặt với thế lực ở thế tục, họ luôn chung tay lại với nhau. Tên họ Tiêu kia, bây giờ còn muốn ra tay với bọn này không? Hồ Vọng Hải kiêu ngạo cười nhạo nói. Tôi tưởng anh có gì hơn người chứ, xem ra cũng chỉ là một bộ dạng dựa vào số đông mà thôi. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Dựa vào số đông, dù tôi không nói thì anh cũng nên hiểu rõ. Một khi ra tay thì anh không gánh nổi hậu quả đâu. Hồ Vọng Hải khinh thường nói. Có nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng có thân phận là thế tử. Hơn nữa lần này lại khai chiến với Tiêu Chính Văn ở ngoài thành phố Long Kinh của Hoa Quốc, đến lúc đó dù là uy lực còn sót cũng sẽ khiến thủ đô Hoa Quốc thành mảnh vụn. Phải biết lúc này thiên tử đang ở Long Kinh, nếu Long Kinh bị biến thành đống đổ nát thì ngay cả thiên tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Những gì Tiêu Chính Văn làm đồng nghĩa với việc âm mưu hại thiên tử, có 10 Tiêu Chính Văn cũng không gánh nổi tội danh này. Đây cũng là tự tin khiến Hồ Vọng Hải có thể không kiêng dè gì. Ngoài ra đằng sau hắn còn có mấy chục cao thủ từ ngoài lãnh thổ về chống lưng cho hắn. Mặc dù đám người này chỉ đứng ngoài nhìn mọi chuyện xảy ra, nhưng chỉ cần Tiêu Chính Văn dám nhúc nhích thì họ sẽ bao vây tấn công Tiêu Chính Văn. Các vị, tôi nghĩ chỉ bằng mọi người bắt tay làm hòa. Bình ổn trận sóng gió này. Trần Nguyệt Nhi hơi lo lắng nói. Cô ta vừa dứt lời đã bị Trương Tử Tuấn trong bộ dạng nhếch nhác cười nhạo, đừng mong chuyện hôm nay có thể cho qua dễ dàng. Dù sao hắn cũng là thế tử nhà họ Trương, lẽ nào hắn không cần thể diện sao? Vừa quay về thế tục đã bị Tiêu Chính Văn đánh đến gần chết, nếu chuyện này cho qua dễ dàng như thế, bảo hắn sau này làm sao có chỗ đứng. Đúng thế. Thế tử Trương có nói thế nào thì cũng là thế hệ sau của Trương cư chính, cho dù có bao nhiêu lỗi lầm, cũng không nên bị đánh trước công chúng. Hồ Vọng Hải lạnh lùng, kiêu ngạo nói. Mặc dù giữa các thế lực lớn ngoài lãnh thổ có mối thù sâu đậm, nhưng sự xuất hiện của Hồ Vọng Hải lại khiến Trương Tử Tuấn nhìn thấy hy vọng. Dù là cả hai có mối thù biển máu nhưng chỉ cần hắn không buông tha thì tất cả cao thủ quay về từ ngoài lãnh thổ đều sẽ đứng về phía hắn.
chí ít về mặt chèn ép thế lực ở thế tục thì lợi ích của họ là lợi ích chung. Nói cách khác, Tiêu Chính Văn đánh Trương Tử Tuấn đồng nghĩa với việc vả mặt các cường giả ngoài lãnh thổ, những người này chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn. Trương Tử Tuấn, đừng để các gia tộc ngoài lãnh thổ chúng ta mất mặt, hắn đánh anh thế nào thì anh cứ đánh lại y hệt như thế. Tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện hôm nay dễ dàng như thế. Nói rồi Hồ Vọng Hải khinh thường nhìn Tiêu Chính Văn nói, tên họ Tiêu kia, anh cũng có thể chọn buông tay, nhưng chắc hẳn anh cũng biết rõ hậu quả hơn tôi. Thủ đô Hoa Quốc gần ngay đây, một khi khai chiến Long Kính sẽ không còn nữa. Đến lúc đó ngay cả thiên tử Hoa Quốc cũng sẽ chết trong đống đổ nát này, anh có gánh nổi tội danh này không? Hồ Vọng Hải vừa dứt lời, rất nhiều luồng khí tức của cường giả nhân vương cấp 5 nhanh chóng lan tràn ra, uy lực mạnh mẽ khiến không trung xung quanh đều rung lắc dữ dội. Cùng lúc đó khắp nơi trên thế giới phóng ra vô số ánh mắt khóa chặt lấy Tiêu Chính Văn. Lúc này Khổng Thiên Tường đứng trên đỉnh Thiên Sơn đằng xa cười khẩy, cách một vùng trời nói với Tiêu Chính Văn, thật ra hoàn toàn không cần phải làm lớn chuyện đến mức cả đám chết chung. Nhưng khi Khổng Thiên Tường vừa dứt lời, chỉ thấy một luồng sáng chiếu thẳng từ hướng Long Kinh đến chỗ Tiêu Chính Văn. Thoáng chốc một bóng người cao lớn xuất hiện trên bầu trời hồ nhân tạo. Khiến Long Kinh không còn tồn tại, giết chết thiên tử Hoa Quốc, tôi muốn xem thử ai dám làm ảnh hưởng đến Long Kinh. Ai dám đe dọa đến thiên tử? Ai? Một luồng khí tức đáng sợ bao trùm cả bầu trời, ngay cả hư không trong vòng hàng trăm mét cũng rung chuyển. Luồng khí tức này vừa xuất hiện đã ép khí thế của đám người Hồ Vọng Hải xuống, giữa đất trời như chỉ có một uy lực đáng sợ đến cực điểm đó thôi. Đám người Hồ Vọng Hải cũng cảm nhận được uy hiếp đến từ Chu Trấn Long, đều quay đầu lại nhìn về phía ông ta. Tiến bối Chu. Sao lại là ông? Thấy là Chu Trấn Long, ngay cả Hồ Vọng Hải cũng đổi sắc. Sau khi Hồ Vọng Hải dứt lời, rất nhiều ánh mắt trên khắp nơi thế giới nhìn sang bên này cũng đồng loạt thu tầm mắt. Đó là hộ vệ hàng đầu của nhà họ Chu, mặc dù trong số những người này, ông ta chưa chắc là vô địch thiên hạ nhưng đằng sau ông ta lại là một nhà họ Chu lớn mạnh. Dù có ở ngoài lãnh thổ, không đến mức bất đắc dĩ thì các gia tộc lớn cũng rất ít xảy ra các cuộc chiến lớn. Nhất là nhà họ Chu hay hoàng thất bên Hoa Quốc, dù có ở ngoài lãnh thổ cũng là sự tồn tại có địa vị siêu cao. Hơn nữa nhà họ Chu còn đại diện cho một thế lực lớn khác, đế vương các. Hồ Vọng Hải xin chào tiền bối. Hồ Vọng Hải và ba người đứng sau hắn hoàn hồn vội vàng cúi người với Chu Trấn Long. Nhưng Chu Trấn Long không để ý đến ba người còn lại, chỉ sải bước đi đến trước mặt Hồ Vọng Hải, ánh mắt lạnh băng nhìn Hồ Vọng Hải. Như thể cảm nhận được sát khí trong mắt Chu Trấn Long, Hồ Vọng Hải sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh. Dù sao đối phương cũng đại diện cho nhà họ Chu, có chỗ nào nhà họ Hồ hắn có thể so sánh đây? Dù là tổ tiên của nhà họ Hồ, Hồ Duy Dung thì năm đó cũng chết dưới đao của Hoàng đế Hồng Vũ. Mặc dù nhà họ Hồ đào thoát sang chỗ nhà họ Khổng, nhưng mỗi lần đối mặt với người nhà họ Chu thì như thể bị huyết mạch khắc chế vậy, không dám ngẩng đầu lên nữa là... Hồ Vọng Hải chỉ là thế hệ sau của nhà họ Hồ, cho dù xét về thân phận địa vị hay thực lực đều không thể so với Chu Trấn Long. Chỉ là Hồ Vọng Hải quả thật không hiểu tại sao nhà họ Chu lại đứng về phía giới thế tục của Tiêu Chính Văn và Hoa Quốc. Không để hắn lên tiếng chất vấn, Chu Trấn Long đã lạnh lùng nói, chỉ dựa vào các cậu mà cũng xứng đối đầu với cậu Tiêu à. Xem ra các cậu không xem nhà họ Chu tôi ra gì nhỉ. Ai dám bất kính với cậu Tiêu tức là xem thường nhà họ Chu tôi. Tôi mong các vị có mặt ở đây đều có thể tự lượng sức mình. Lời này của Chu Trấn Long cho dù là người dân Hoa Quốc hay đám con cháu vừa quay về từ ngoài lãnh thổ này đều cùng lúc tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Không ai có thể biết rõ Chu Trấn Long là ai hơn họ, ít nhất trước khi các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ đều quay về hết, không ai dám đối đầu với Chu Trấn Long. Dù là huyết tộc cũng phải nể mặt nhà họ Chu và Chu Trấn Long. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh như băng nhìn Trương Tử Tuấn, trầm giọng nói, chẳng phải anh nói không thể bỏ qua chuyện hôm nay sao? Ra tay đi, nói rồi Tiêu Chính Văn vung tay lên đánh một cú qua. Bốp, một âm thanh rõ to vang lên, nửa mặt bên của Trương Tử Tuấn bị Tiêu Chính Văn đánh một cú. Anh cứ từ từ dưỡng thương đi. Nói rồi Tiêu Chính Văn cười khẩy, xoay người đi về phía Hồ Vọng Hải. Anh, Hồ Vọng Hải vừa định nói gì đó nhưng Tiêu Chính Văn cũng đánh một cú vào mặt hắn. Bốp,
Một âm thanh rõ to vang lên, mặt bên trái của Hồ Vọng Hải bị đánh sưng vù, thậm chí lộ ra hàm răng trắng. Mặc dù xét về cảnh giới Tiêu Chính Văn thấp hơn Hồ Vọng Hải một bậc, nhưng đã có sự lĩnh hội chân khí, thậm chí ngay cả nguyên khí cũng không chỉ thiếu một bước nữa mà thôi. Thế nên cú đấm này sao Hồ Vọng Hải có thể chịu được chứ? Chẳng phải các anh nói không chết không tha đó sao? Ra tay đi chứ, nói rồi Tiêu Chính Văn lại đấm một cú, lần này gần như đánh hỏng nửa khuôn mặt của Hồ Vọng Hải. Dù hắn là cao thủ nhân vương cấp 5, có khả năng tự phục hồi mạnh thế nào cũng không thể chịu được một cú đánh nặng như thế của Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn uốn cong ngón tay thành móng vuốt rồi nắm nhẹ vào khoảng không, cơ thể Trương Tử Tuấn không tự chủ bay về phía Tiêu Chính Văn. Hắn còn chưa bay đến gần Tiêu Chính Văn, anh đã vung tay lên đánh một cú vào người hắn. Trương Tử Tuấn suýt nữa bị Tiêu Chính Văn đánh cho khóc kêu cha gọi mẹ, cho dù ở ngoài lãnh thổ hắn cũng chưa từng bị đối xử như vậy. Bị Tiêu Chính Văn điên cuồng đánh từng cú vào người cứ như đánh chó ngay trước mặt mọi người. Thế tử nhà họ Trương rất giỏi lắm mà, dù có lỗi lầm gì lớn cũng không thể bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Hôm nay tôi sỉ nhục anh có thể làm gì được tôi? Nói rồi Tiêu Chính Văn lại đánh một cú rất vang vào Trương Tử Tuấn khiến hắn nôn ra máu, ngay cả xương mũi cũng bị đánh gãy. Vung tay lên ném Trương Tử Tuấn sang một bên, Tiêu Chính Văn bước ra một bước đi thẳng đến chỗ người đàn ông áo trắng phía sau Hồ Vọng Hải, cười khẩy nói, bao vây tấn công tôi. Bây giờ anh ra tay đi chứ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn gương mặt ba người ở phía sau Hồ Vọng Hải. Trong tình cảnh này họ đâu còn suy nghĩ ra tay với anh. Ngay cả hộ vệ đứng đầu nhà họ Chu cũng đến bảo vệ Tiêu Chính Văn, nếu họ ra tay đánh anh thì không chỉ đánh một mình Tiêu Chính Văn mà đang đánh vào mặt nhà họ Chu. Nếu chọc giận nhà họ Chu thì ngay cả gia tộc của họ cũng không yên ổn chứ đừng nói là họ. Nếu các anh đã không đánh thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói rồi Tiêu Chính Văn đánh một cú không hề nương tay, nửa người của người đàn ông áo trắng đó nổ tung. Hai người bên cạnh còn chưa kịp hoàn hồn, Tiêu Chính Văn lại đấm một cú sang khiến cả người một người khác bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Người đàn ông áo trắng còn lại vô thức lùi về sau một bước, vừa định ra tay thì Tiêu Chính Văn đã nhanh chóng bước đến gần chỗ hắn ta. Chỉ là lần này Tiêu Chính Văn lại không hề nương tay, anh giơ nắm đấm sát lên đấm vào ngực người đàn ông đó. Phụt, một âm thanh vang lên, ngực người kia bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức bị xuyên thủng. Người đàn ông áo trắng đó không dám tin nhìn máu chảy ra từ ngực mình, thi thể rơi thẳng từ trên không trung xuống. Đó là một vị thế tử, Tiêu Chính Văn thế mà lại nói giết là giết. Dù là mấy người đứng ở xa quan sát trận chiến cũng không khỏi liên tục nhíu mày. Khổng Thiên Tường nhìn thấy cảnh tượng này thì tức đến nỗi sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ long sọc tức giận hừ một tiếng. Hồ Vọng Hải hoảng sợ nói với Chu Trấn Long, tiền bối Chu, xin hãy tha cho tôi không biết. Tôi quả thật không biết anh Tiêu và nhà họ Chu. Nhà họ Chu, dù không có nhà họ Chu, cậu Tiêu cũng không phải là người các cậu có thể tùy tiện chọc vào. Không muốn chết thì cúi đầu nhận tội đi. Chu Trấn Long không cảm xúc lạnh lùng nói. Nghe thấy thế, Hồ Vọng Hải không khỏi sửng sốt, Chu Trấn Long lại cúi đầu nhận lỗi trước Tiêu Chính Văn. Cho dù nhà họ Hồ không thắng nổi nhà họ Chu, thế nhưng dẫu sao bọn họ cũng là gia tộc lớn từ vùng ngoài lãnh thổ. Chu Trấn Long làm thế chẳng phải là giúp người ngoài không giúp người nhà sao. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tự tin của Chu Trấn Long, thì không khỏi hít sâu một hơi. Nghĩ đến hậu quả khi đắc tội với nhà họ Chu, Hồ Vọng Hải cũng phải cúi đầu. Dưới những ánh mắt theo dõi vô cùng kinh ngạc của mọi người, Hồ Vọng Hải quỳ phập xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, chúng tôi biết lỗi rồi, xin lỗi, xin anh Tiêu rộng lòng bỏ qua cho. Hồ Vọng Hải quỳ gối, suýt nữa khiến Trương Tử Tuấn sợ đến tè ra quần. Phải biết rằng, trong nhóm của bọn họ, người chỉ xếp sau Khổng Thiên Tường chính là Hồ Vọng Hải, ngay cả hắn cũng bị ép phải quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn ư. Cùng với ba tiếng đùng 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 vang lên, Tiêu Chính Văn bước thẳng qua đỉnh đầu của Hồ Vọng Hải. Trương Thế Tử đúng không? Anh không cần phải dập đầu đâu, như ý muốn của anh, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để yên được. Ánh mắt Tiêu Chính Văn tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Trương Tử Tuấn. Tiêu Chính Văn, anh muốn làm gì? Tôi là người nhà họ Trương, hắn còn chưa kịp nói hết lời. Tiêu Chính Văn đã nhẹ nhàng hất tay một cái, một luồng sáng bạc phóng thẳng về phía Trương Tử Tuấn.
Tôi không cần biết anh là ai, càng không muốn biết anh là thế tử của nhà nào, cũng không quan tâm các anh thuộc phe thế lực nào. Nhưng chỉ cần các người bước chân vào lãnh thổ của Hoa Quốc, thì phải tuân thủ luật pháp của Hoa Quốc, bất cứ ai dám vi phạm luật pháp của Hoa Quốc, đều phải chịu hậu quả. Vừa dứt lời, một luồng sáng bạc đã xuyên qua lồng ngực của Trương Tử Tuấn. Một giây kế tiếp, vẻ mặt kinh ngạc của Trương Tử Tuấn trong chốc lát đã đông cứng lại, ngay sau đó cơ thể của hắn lập tức vỡ ra thành một đống thịt nát trong suốt. Cả bầu trời đầy máu thịt rải rác xuống hồ nhân tạo, toàn hồ nhân tạo đều bị nhuộm đỏ thẫm bởi máu tươi. Tiêu Chính Văn, anh giỏi lắm. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị giết, Khổng Thiên Tường hận đến ngứa răng, nhưng hắn cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng, nhà họ Khổng không sợ nhà họ Chu, nhưng bản thân hắn cũng không chắc 100% có thể đánh thắng Tiêu Chính Văn trong tình huống một chọi một. Không ngờ rằng, trong thế tục lại có một tên tiểu bối không sợ trời không sợ đất như vậy. Lúc này, trên đỉnh núi cao, một ông lão tóc trắng, vừa lau chùi thanh kiếm dài trên tay, vừa nói với giọng lạnh lùng. Không chỉ có ông ta, mà khắp nơi trên thế giới đều truyền đến một tràng những tiếng khinh thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo quan điểm của ông ta, Tiêu Chính Văn chỉ là dựa vào sự che chở của Chu Trấn Long, cáo mượn oai hùm mà thôi, nếu Tiêu Chính Văn dựa vào năng lực thực sự của mình để ra tay, thì chưa chắc anh sẽ chiếm được lợi ích từ người Trương Tử Tuấn. Nhưng trong đám đông, cũng có không ít người nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt coi trọng. Vài cô gái xinh đẹp trong số đó còn nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ ngưỡng mộ, thì thào nói, người này trông khá kiêu ngạo, tôi nghĩ có thể kéo anh ta về phía chúng ta. Hừ, theo tôi thấy, không phải cô muốn kéo anh ta về phía chúng ta, mà là muốn kéo lên giường của cô đúng không, ha ha ha. Mấy cô gái xinh đẹp mỗi người một câu trêu chọc lẫn nhau. Còn người của Nam Đại Danh Sơn thì lại rất lo lắng. Những lời nói vừa rồi của Tiêu Chính Văn, rõ ràng là đang đe dọa tất cả cường giả vùng ngoài lãnh thổ, mà lần này, người anh đe dọa chính là những thế tử của vô số thế gia. Việc này chẳng khác nào ngẩng đầu chống đối với toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Hai, vốn còn tưởng rằng, sau khi các thế tử trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, có thể rửa mối hận thù cho Hỏa Long Tổ Sư rồi, nhưng không ngờ vẫn không đấu lại tên họ Tiêu kia. Trên núi Huệ Mi, một ông lão bất lực mà lắc đầu thở dài. E rằng, từ xưa đến nay, chỉ có Hạng Vương và Bạch Khởi Đại Tướng Quân mới có dũng khí như Tiêu Chính Văn thôi, muốn báo thù cho Hỏa Long Sư Tổ, chỉ có thể tìm thời cơ khác thôi. Một ông lão khác bên cạnh chậm rãi thở dài nói. Ngày đó, Hỏa Long Chân Quân đã chết thảm trong tay của Tiêu Chính Văn. Mối thù này, Huệ Mi sẽ không bao giờ quên, càng không thể nào quên được. Thôi, mối thù của Hỏa Long Tổ Sư, chỉ có thể tạm thời buông xuống thôi, thông báo cho đệ tử của Tông Môn, trong thời gian này, không ai được phép tự ý rời khỏi Sơn Môn nửa bước. Nếu không, giết không tha. Ông lão nói xong, chắp hai tay sau lưng, rồi đi về phía sau núi. Lúc này, nhìn thấy cái xác của Trương Tử Tuấn đã hóa thành đống thịt vụn, mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có Trần Nguyệt Nhi tiến lên một bước, chắp tay về phía Tiêu Chính Văn. May mà cô ta nghe lời sư phụ mình, không trở thành kẻ thù với Tiêu Chính Văn, nếu không, với tính bá đạo của Tiêu Chính Văn thì ngay cả cô ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay khi đám người Hồ Vọng Hải chuẩn bị bao vây tấn công Tiêu Chính Văn, Trần Nguyệt Nhi cũng cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ cho dù toàn thân Tiêu Chính Văn được làm bằng sắt, thì có thể bóp nát được bao nhiêu cây đinh. Vả lại, trong đám người Hồ Vọng Hải, ai nấy đều là cao thủ nhân vương cấp 5, còn Tiêu Chính Văn thì sao? Chẳng qua là một nhân vương cấp 4 mà thôi. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn vẫn dám làm càn trước mặt đám người Hồ Vọng Hải sao? Nhưng, cảnh tượng trước mắt đã dạy cho cô ta một bài học vô cùng sinh động. Cho dù Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới nhân vương cấp 4, nhưng vẫn giết được Trương Tử Tuấn như làm thịt một con chó. Hơn nữa Tiêu Chính Văn cũng giống cô ta, đều chung một thế hệ trẻ. Nhưng Trần Nguyệt Nhi tự hỏi mình, bản thân cô ta đã kém Tiêu Chính Văn quá xa về mọi mặt. Suy cho cùng sau lưng Tiêu Chính Văn vốn không có chỗ dựa nào, càng không có sự chống đỡ của Tông Môn, nhưng thực lực và khí phách mà anh thể hiện, có thể nói là ngay cả cô ta, người xuất thân từ thế lực lớn như Thiên Cung Bắc Cực cũng thấy thật hổ thẹn. Điều duy nhất khiến Trần Nguyệt Nhi cảm thấy tiếc nuối là, mặc dù vừa rồi Tiêu Chính Văn đã ra tay hết lần này đến lần khác, nhưng cô ta lại hoàn toàn không nhìn rõ chiều sâu của đối phương.
thậm chí Tiêu Chính Văn cũng không giống một người chỉ có thực lực của nhân vương cấp 4. Từ việc anh có thể giết chết Trương Tử Tuấn chỉ với một đòn, thì thực lực của Tiêu Chính Văn chắc chắn phải hơn rất nhiều so với nhân vương cấp 5. Anh Tiêu, mấy ngày nữa, chúng tôi có lẽ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, đến lúc đó, hy vọng anh Tiêu có thể vui lòng đến dự. Trần Nguyệt Nhi đã chủ mời rất thân thiện. Cùng lúc đó, Joseph và Hoda bên Âu Lục đã phát thiệp mời khắp nơi. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Trần Nguyệt Nhi, cô ta không chỉ xinh đẹp, hơn nữa nhìn thấu qua đôi mắt sáng ngời kia, không khó nhận ra, cô ta là một cô gái cực kỳ thông minh. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt của Tiêu Chính Văn, lúc này Trần Nguyệt Nhi mới mỉm cười nói, anh Tiêu, tôi nghĩ chắc anh đang thắc mắc, tại sao lần này, các thế gia lớn vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí là các thế gia lớn của các nền văn minh cổ đại trên thế giới, đều trở về cùng lúc đúng không? Suy cho cùng, trước đây, các thế lực khắp nơi ở vùng ngoài lãnh thổ, chưa từng nhất trí hàng loạt như vậy, cho dù cao thủ của thế lực nào trở về, cũng chỉ là những hành vi phân tán và cực kỳ riêng lẻ. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác, gần như tất cả thế lực, những người đại diện cho thế hệ trẻ đều trở lại trong thế tục. Những gì Trần Nguyệt Nhi nói cũng là điều khó hiểu nhất trong lòng Tiêu Chính Văn. Không biết anh Tiêu đã nghe nói về Huyền Thiên Đạo Cung chưa? Huyền Thiên Đạo Cung, Tiêu Chính Văn nhíu mày, cẩn thận nhớ lại một số chuyện ly kỳ ở thời cổ đại trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Trong đó quả thực có ghi một cái tên gọi là Huyền Thiên Đạo Cung, nhưng cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Tiêu Chính Văn chỉ biết đó là một nhánh của đạo môn, hơn nữa đây là võ đường lớn nhất của nhánh này, về phần chi tiết, ngay cả Thiên Sơn Thư Lục cũng không ghi chép quá chi tiết. Thực ra, thế hệ trẻ chúng tôi trở về thế tục lần này, đều trong khoảng 100 tuổi, nói cách khác, những người như chúng tôi ở vùng ngoài lãnh thổ, mới thật sự là thế hệ trẻ. Trên thực tế, Trần Nguyệt Nhi còn có nửa câu chưa nói rõ ra. Đó là bọn họ ở trong các thế lực lớn của vùng ngoài lãnh thổ đã được xem là những thiên tài hàng đầu rồi. Nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn, cô ta thật sự không nói ra hai chữ thiên tài. Và lý do mà tất cả chúng tôi vừa ra đời đã được huấn luyện bởi các thế lực khác nhau là để chờ đợi Đại hội Thiên Đạo được tổ chức 500 năm một lần trong Huyền Thiên Đạo Cung. Tôi nghĩ anh Tiêu chắc hẳn đã nghe nói về những người như Hạng Vương, Hàn Tín, Lý Tịnh phải không? Tất cả bọn họ đều đã được lĩnh ngộ mấy chục năm trong Huyền Thiên Đạo Cung. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày, chẳng lẽ sở dĩ bọn họ đạt được thành tựu kinh thiên động địa này đều là nhờ vào Huyền Thiên Đạo Cung sao? Phải biết rằng, bất kỳ ai trong số những người này cũng là một nhân vật hàng đầu có thể áp đảo cả một thế hệ. Thực ra không phải chỉ có bọn họ, một số đế vương cũng đã từng bước vào Huyền Thiên Đạo Cung, chẳng hạn như Thành Cát Tư Hãn, hoặc vua Đường Lý Nguyên. Ngay cả sự suy tàn đột ngột của Hoa Quốc trong 100 năm qua cũng có liên quan đến Huyền Thiên Đạo Cung, bởi vì tại Đại hội Thiên Đạo của Huyền Thiên Đạo Cung lần trước, do sự hỗn loạn vào cuối thời nhà Minh nên những võ giả của Hoa Quốc chúng tôi đã không vào được Huyền Thiên Đạo Cung. Vì vậy, trong cuộc tranh giành bá quyền sau này, mới hoàn toàn bị các nước Âu Lục đánh bại. Trần Nguyệt Nhi kiên nhẫn giải thích với Tiêu Chính Văn. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, có nghĩa là lần này các người muốn chiếm hết vị trí trong Huyền Thiên Đạo Cung. Trần Nguyệt Nhi khẽ gật đầu nói, đúng vậy, nhưng cho dù là vậy, Hoa Quốc cũng không chiếm hết vị trí, dù sao mọi thứ đều phải dựa vào thực lực. Một thời gian trước, tại sao lại có nhiều thế tử Âu Lục vào thánh vực để tranh đoạt vận khí Âu Lục đến vậy, thực ra cũng có liên quan mật thiết đến Huyền Thiên Đạo Cung. Đại hội Thiên Đạo thực ra là một quá trình rèn luyện và rửa tội. Bất cứ ai tham gia Đại hội Thiên Đạo thì khả giác ngộ sẽ càng phát triển nhanh. Đối với những người như chúng ta, chắc ai cũng biết cảnh giới không là gì so với khả năng giác ngộ. Có một số người, chỉ cần khả năng giác ngộ đủ cao thì cho dù cảnh giới thấp đến đâu, họ cũng có thể đánh gục cao thủ có cảnh giới cao hơn mình. Như Trần Nguyệt Nhi đã nói, những người đã đạt đến cảnh giới như bọn họ đã không cần thiết phải theo đuổi cảnh giới nữa. Từ nhân vương trở lên đến cảnh giới nhân hoàng, có rất nhiều cường giả cảnh giới nhân vương vì không đủ khả năng giác ngộ, cho nên sau khi đạt cảnh giới nhân hoàng sẽ rất khó tiến vào cảnh giới. Vì vậy, bọn họ phải đặt nền móng vững chắc cho tương lai, mới có thể nhanh chóng đột phá và tiến vào cảnh giới tiếp theo dưới sự trợ giúp của tông môn hoặc thế gia. Trên con đường này, từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu người bị chặn ở ngoài. Mà lần này, không chỉ những người đã sống ở vùng ngoài lãnh thổ lâu năm như chúng tôi có thể nhận được cơ hội thăng cấp,
mà những người trưởng thành trong giới thế tục như anh Tiêu cũng có thể có được cơ hội tương tự. Vì vậy, tôi nghĩ, với tài năng của anh Tiêu, nếu không tham gia thì thật đáng tiếc. Trần Nguyệt Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Lời này của cô ta không có ý khen ngợi qua loa mà cảm thấy rằng có sự tham gia của Tiêu Chính Văn, cơ hội chiến thắng của Hoa Quốc sẽ càng nhiều hơn. Xét cho cùng, Tiêu Chính Văn cũng là một chàng trai trong giới thế tục không môn phái, tuổi còn trẻ nhưng đã lập được thành tích như ngày hôm nay, chỉ xét về khả năng giác ngộ, chắc chắn đã là người giỏi nhất trong số bọn họ. Tiêu Chính Văn chỉ quay đầu liếc nhìn Trần Nguyệt Nhi, không tiếp lời cô ta, mà thờ ơ nói, nếu các cô đã trở lại giới thế tục thì phải tuân thủ pháp luật Hoa Quốc. Cho dù cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ trở về hay là người dân Hoa Quốc thì đều phải nghe theo pháp luật. Hiện nay, mọi nơi trên thế giới đều rơi vào cảnh hỗn loạn, chỉ có Hoa Quốc vẫn như trước, Tiêu Chính Văn đương nhiên không muốn Hoa Quốc rơi vào hỗn loạn. Nếu không, người chịu thiệt thòi chính là người dân Hoa Quốc. Ở gò đất Côn Luân ngày càng xảy ra nhiều dị tượng cũng khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy cấp bách. Phải nhanh chóng giác ngộ được chân lý của nguyên khí, đồng thời nhanh chóng đột phá lên nhân vương cấp 5 mới được. Mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn đã nắm vững được trận pháp không gian, lại có tim rồng bảo vệ, nhưng dù sao đâu cũng là ngoại lực, nếu kém đối phương cảnh giới lớn thì ngoại những không đáng nhắc tới. Tuy giác ngộ vô cùng quan trọng, nhưng nó cũng có một điều kiện tiên quyết quan trọng, đó là không thể quá thua kém đối phương. Cho dù đối phương chỉ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1, cũng có thể dễ dàng giết chết Tiêu Chính Văn. Cho dù đối phương là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1, cũng không hiểu được chân khí là gì. Tình hình hiện tại cũng nhắc nhở Tiêu Chính Văn, với sự trở lại của một số lượng lớn cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ, sẽ không lâu nữa, cường giả cảnh giới nhân hoàng sẽ xuất hiện trong giới thế tục. Đến lúc đó, với thực lực hiện tại của anh, chắc chắn không đủ sức chiến đấu. Anh Tiêu, hy vọng 2 ngày sau, tôi có thể gặp anh trong buổi tiệc. Trần Nguyệt Nhi chân thành mời một lần nữa. Ừ, tôi nhất định sẽ đến đó, Tiêu Chính Văn gật đầu. Cho dù Tiêu Chính Văn có thù hận gì với Trương Thế Tuấn hay không thì ít nhất Trần Nguyệt Nhi cũng chưa từng vượt qua ranh giới. Tiêu Chính Văn không có lý do gì để từ chối. Sau khi nhìn Trần Nguyệt Nhi rời đi, Tiêu Chính Văn mới bảo Long Ngao nhanh chóng xây dựng lại cứ điểm của Điện Thần Long, còn anh nhanh chóng trở về tổng bộ Hắc Băng Đài. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn an toàn trở về, Tần Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu Tiêu, lần này rất nhiều thế gia vùng ngoài lãnh thổ phái cao thủ trở lại giới thế tục, không phải là không. Tiêu Chính Văn xua tay ngắt lời nói, bọn họ đến vì Huyền Thiên Đạo Cung. Nghe vậy, Tần Vũ mới cảm thấy yên lòng. Nếu đám người này đang cố làm loạn giới thế tục thì phiền phức to. Suy cho cùng, dù Tiêu Chính Văn có thực lực đến đâu, cũng không thể xử lý hết được. Đến lúc đó, người chịu khổ sẽ là hàng ngàn vạn người dân Hoa Quốc. 3 ngày sau, Trần Nguyệt Nhi quả nhiên đích thân phái người đến đón tiếp Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vui vẻ đến chỗ hẹn, còn gọi cả Long Hình và Long Nguyệt đi cùng. Đối với hai người họ, điều cần thiết nhất lúc này không phải là nhanh chóng đột phá, mà là mở rộng tầm hiểu biết. Ngược lại, vào lúc này, Long Ngao nên đột phá lên nhân vương cấp 2 càng nhanh càng tốt, để đuổi kịp tiến bộ của Long Nguyệt và Long Hình. Anh Tiêu, địa điểm gặp mặt lần này là trên đỉnh Thái Sơn, cách Thiên Sơn không xa. Người tới đón Tiêu Chính Văn là một cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 1, tên Quách Khai. 5 năm trước, lần đầu tiên anh ta nghe thấy tên Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn mới đạt đến cảnh giới thiên vương, thậm chí ngay cả cảnh giới thiên thần cũng là điều Tiêu Chính Văn không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, khi anh ta gặp lại Tiêu Chính Văn đã là cao thủ nhân vương cấp 4, so với Tiêu Chính Văn, Quách Khai cảm thấy mình vô cùng kém cỏi. Chỉ chưa đầy 5 năm, Tiêu Chính Văn đã có thể xem thường đám thế tử của những thế gia lớn. Còn anh ta thì sao? Anh ta vẫn là cảnh giới nhân vương cấp 1, không có chút tiến bộ nào. Ngay cả hai người bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng mạnh hơn anh ta một bậc. Dọc đường đi, tâm trạng của Quách Khai vô cùng phức tạp, mãi đến khi đến chân núi Thái Sơn, Quách Khai mới chỉ lên đỉnh núi nói, anh Tiêu, chúng ta đến nơi rồi. Lúc này, bao quanh Thái Sơn là mây mù bay lượn, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh ở trần gian. Cả 4 người men theo con đường nhỏ quanh co, một lúc sau thì đến bục đài rộng lớn trên đỉnh núi. Phía trước bục đài có 2 người đàn ông trung niên.
một trong số họ là cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở lại lần này. Khí tức người này tỏa ra cho thấy người này có tu vi nhân vương cấp 3. Nếu là mấy tháng trước, với thực lực hiện tại của ông ta, chắc chắn sẽ là cao thủ tuyệt đỉnh hiếm có, nhưng hiện tại, ông ta chỉ có thể canh giữ cửa núi ở đây. Có thiệp mời không? Người đàn ông trung niên liếc nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói. Buổi tiệc hôm nay không phải ai cũng có thể tham gia, ngay cả trưởng giáo đại diện cho năm đại danh sơn cũng không đủ tư cách tham gia. Mà Tiêu Chính Văn lại quá trẻ, một tiểu bối trong giới thế tục như anh càng không có tư cách tham gia. Hai vị, anh Tiêu là khách do cô Trần đặc biệt mời tới, mong hai vị tạo điều kiện. Quách Khai bước lên mỉm cười giải thích. Nghe vậy, người đàn ông trung niên chế nhạo. Ngay từ đầu, ông ta đã thấy đám người Tiêu Chính Văn không tầm thường. Nhưng buổi tiệc hôm nay, chỉ những thế tử vùng ngoài lãnh thổ mới có tư cách tham gia, bất kể là ai cũng phải xuất trình thư mời rồi mới được vào. Điều này là để đề phòng đám tiểu bối trong giới thế tục lợi dụng sơ hở nghe lỏm những thông tin nội bộ không nên nghe. Thực xin lỗi, cho dù là khách do ai mời đến thì đều phải có thiệp mời, nếu không, cho dù là thiên tử thì cũng không được vào. Người đàn ông trung niên nói, rồi nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ chế nhạo. Tôi chưa từng cần thiệp lời khi tham gia những bữa tiệc như thế này. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Cái gì, không cần thiệp mời, người đàn ông trung niên khẽ cau mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, chỉ cần là ở lãnh thổ Hoa Quốc, tôi đều có thể tự do ra vào. Tiêu Chính Văn nhìn người đàn ông trung niên, trầm giọng nói. Cái gì, lẽ nào cậu là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn? Người đàn ông trung niên nghe vậy liền lùi lại vài bước. Người dám ăn nói ngông cuồng như vậy, ngoài Tiêu Chính Văn vừa giết Trương Tử Tuấn ra thì không còn ai khác. Từ sau khi Trương Tử Tuấn chết dưới tay Tiêu Chính Văn 3 ngày trước, danh tiếng của Tiêu Chính Văn đã lan truyền khắp nơi. Chính là bản soái. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. À, cậu Tiêu, mời cậu vào trong. Người đàn ông trung niên lau mồ hôi lạnh trên trán rồi đưa tay mời. Ngay cả nhân vương cấp 5 như Trương Tử Tuấn đều không chịu nổi cú đấm của Tiêu Chính Văn, huống chi là bọn họ. Còn dám yêu cầu Tiêu Chính Văn đưa thiệp mời, trừ khi bọn họ không muốn sống nữa. Cậu Tiêu, mời đi bên này. Một người đàn ông trung niên khác vội vàng bước sang một bên, nhường đường cho Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quách Khai không khỏi gượng cười. Sau đó anh ta đưa đám người Tiêu Chính Văn đến thẳng bữa tiệc. Chỉ thấy sân thượng trên đỉnh Thái Sơn, hào quang muôn hình vạn trạng vô cùng chói mắt, lộng lẫy không gì sánh được. Hai người Long Nguyệt và Long Hình không khỏi tò mò nhìn vào trong sân. Đó là tia sáng phát ra từ một số thần binh lợi khí. Quách Khai giải thích cho Long Nguyệt và Long Hình. Trên thực tế ở vùng ngoài lãnh thổ, chỉ có những đại tộc thế gia lớn này mới có loại bảo vật như vậy, mà những thế lực nhỏ, môn phái nhỏ cũng trăm năm mới gặp một lần. Thần binh mà mấy môn phái nhỏ ấy tìm được và truyền lại cũng chỉ có thể là những thứ sứt mẻ, những thần binh lợi khí được bảo vệ một cách hoàn hảo như vậy, môn phái nhỏ hoàn toàn không thể giấu được. Đây chính là cái gọi là dân thường vô tội nhưng trên người có ngọc thì có tội. Từng có một môn phái nhỏ tên là Thiên Ngưỡng Tông ở vùng ngoài lãnh thổ, có được thanh kiếm thất thái hà quang, cuối cùng vì thanh kiếm thất thái hà quang này mà toàn bộ Thiên Ngưỡng Tông đã bị giết chết. Đến người cuối cùng cũng không bảo vệ được thanh kiếm này. Vì vậy, bất kỳ ai có thể mang theo thần binh bên mình đều nhân vật trọng yếu trong các thế lực lớn, người bình thường đến nhìn một cái cũng là việc khó như lên trời. Lần này có người đặc biệt mang thanh kiếm thất thái hà quang đến, lát nữa sẽ cho mọi người xem. Nghe nói lúc đó có mấy môn phái vì thanh kiếm này mà bị tiêu diệt. Cho đến tận ngày nay, thanh kiếm này vẫn luôn bị coi là điềm chẳng lành. Quách Khai nói với vẻ phức tạp. Kiếm thất thái hà quang, Long Nguyệt buồn bực nhíu mày. Không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao, đến mức khiến cho mấy môn phái bị diệt sao? Đây là một bảo khí, nghe nói đến cả ánh sáng phát ra từ thân thanh kiếm này cũng có thể giết người, Quách Khai nói được một nửa thì nghe thấy tiếng bước chân ở đằng xa. Thực ra, thanh kiếm thất thái hà quang không có thân kiếm, thanh kiếm này chỉ là một chùm sáng song song, vì vậy lực uy hiếp vô cùng lớn. Thậm chí hoàn toàn không thể ngăn cản, đây mới thật sự là chỗ huyền ảo của nó. Một người đàn ông mặc đồ trắng trong đó vừa đi vừa giải thích. Tuy nhiên, khi quay lại nhìn những người xung quanh, ánh mắt hắn lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo và khinh thường.
Đặc biệt là khi nhìn thấy đám người Tiêu Chính Văn, sự kiêu ngạo trong vẻ mặt của hắn càng tăng lên vài phần. Dù sao tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả Quách Khai, đều mặc áo dài, chỉ có đám người Tiêu Chính Văn mặc quần áo hiện đại, trông rất chướng mắt. Đặc biệt là những người này, có ai không đến từ những gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ chứ? Họ luôn khinh thường và coi rẻ đám người hiện đại trong thế tục. Hơn nữa những gì Long Nguyệt và Long Hình vừa nói, đều khiến cho bọn họ xem thường. Thanh kiếm thất thái Hà Quang ở vùng ngoài lãnh thổ có thể nói là người người đều biết, nhưng Long Nguyệt và Long Hình lại không biết gì về nó. Trong mắt người đàn ông áo trắng, Long Nguyệt và Long Hình chính là hai kẻ nhà quê. Tại hạ Quách Khai, bái kiến các vị thế tử. Quách Khai nói rồi, cúi thấp người trước đám người đang từ sau lưng đi tới. Người đàn ông mặc áo trắng đi đầu chỉ nhếch nhếch khóe miệng, trong mắt đầy vẻ khinh thường, quay người bước đi mà không thèm chào hỏi. Dù sao bọn họ đều cho rằng, Quách Khai chỉ là một người hầu của nhà họ Trần, anh ta hoàn toàn không có tư cách nói chuyện với mấy người thế tử bọn họ. Về phần đám người Tiêu Chính Văn, lại càng không thể lọt vào mắt thần của bọn họ cả. Thế gia đại tộc ở vùng ngoài lãnh thổ đều cho rằng, người ở thế tục ai ai cũng rẻ mạt như sâu bọ, chào hỏi với người thế tục chính là một sự nhục nhã với bọn họ. Người đàn ông mặc áo trắng vừa rồi chính là thiếu cung chủ của Bích Hà Cung. Bích Hà Cung có quan hệ rất mật thiết với nhà họ Triệu của Đại Tống, còn người đàn ông tóc dài đeo trường kiếm trên lưng kia là thiếu các chủ của Hải Thiên Các. Quách Khai nắm trong lòng bàn tay bối cảnh gia thế của những người này, hơn nữa bọn họ ai cũng có lai lịch không hề tầm thường. Long Nguyệt và Long Hình không có phản ứng quá lớn, dù sao hai người đều cho rằng, dù lai lịch của bọn họ lớn cỡ nào, cũng không thể bằng được Tiêu Chính Văn trong tâm trí họ. Lúc trước họ ở Thánh Vực, những vị thế tử bị hai người họ chặt đầu có ai là không có lai lịch lớn? Còn không phải là tới lúc sắp chết mới đau khổ cầu xin sao? Đương nhiên, nhà họ Triệu của Đại Tống có thân phận đặc biệt, dù sao cũng là xuất thân từ hoàng thất. Cho nên, người muốn qua lại, nịnh bợ họ nhiều không đếm xuể. Cũng giống như những vị này, thậm chí còn chưa được gặp mặt dòng chính của nhà họ Triệu đâu, cũng chỉ có những người có xuất thân hoàng thất như người nhà họ Chu. Nhà họ Lý mới có thể có giao tính thật sự với họ thôi. Quách Khai lại giải thích thêm lần nữa. Xét cho cùng, giữa những thế gia lớn này, quy định về thứ bậc vô cùng nghiêm khắc, trong hoàng thất thì thân phận càng là thứ có địa vị cao nhất, các môn phái nhỏ hay có thế lực đâu phải cứ muốn kết giao là kết giao. Anh Tiêu, mời anh đi lối này. Quách Khai mời Tiêu Chính Văn lên bục cao ở góc phía đông nam của sân cao. Đám người Tiêu Chính Văn đi lên bậc thang. Trên đường đi cũng gặp không ít những người trẻ tuổi, nhưng hầu hết những người này chỉ liếc nhìn mấy người Tiêu Chính Văn rồi lộ ra vẻ khinh thường. Dù sao trong số bọn họ, tùy tiện chọn ra một người thì cũng là người của một thế gia lớn mạnh, bọn họ hoàn toàn không coi người thế tục ra gì. Ngay cả là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ lũ sâu bọ. Đi thẳng một mạch lên đỉnh Bát Giác trên đỉnh núi. Quách Khai mới dẫn Tiêu Chính Văn tới một vị trí khá yên tĩnh ngồi xuống. Xung quanh đã có rất nhiều người đang nâng ly cạn chén với nhau. Anh Tiêu, anh ngồi đây đi, tôi đi một lát rồi trở lại. Quách Khai vô cùng khách khí nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, ra hiệu Quách Khai cứ đi làm việc của mình đi. Được sự cho phép của Tiêu Chính Văn, Quách Khai mới quay người bước xuống đỉnh Bát Giác, đi đón Trần Nguyệt Nhi. Mãi sau khi ngồi xuống, Long Nguyệt và Long Hình mới cảm nhận được khí tức đáng sợ của những người xung quanh. Cho dù là chàng trai nhìn chỉ như mới chỉ 18, 19 tuổi, thì ít nhất cũng có thực lực ở cảnh giới nhân vương cấp 4. Có thể nói, trong gian đình Bát Giác rộng một mẫu, có không dưới 100 người mà thực lực của ai cũng đều vô cùng khủng bố. Ngược lại, Tiêu Chính Văn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng nào. Chỉ từ định lực và khí phách của Tiêu Chính Văn cũng khiến cho Long Nguyệt và Long Hình nhìn đủ. Tiêu Chính Văn cầm tách trà lên, nhàn nhã uống một hớp trà, quay đầu nhìn Long Nguyệt và Long Hình nói, làm người, tuyệt đối không được xem thường bản thân, những người này nhìn thì chỉ mười mấy 20 tuổi, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài. Trên thực tế, tuổi thực của bọn họ đều vô cùng dọa người, ít nhất cũng phải 80-90 tuổi, mà bọn họ là tích tiểu thành đại, chờ khi các cô cậu đến độ tuổi của bọn họ. Thành tựu nhất định sẽ không kém bọn họ. Sau khi nghe những lời này của Tiêu Chính Văn, Long Nguyệt và Long Hình mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Tiêu Chính Văn nói đúng, họ mới bao nhiêu tuổi chứ?
còn chưa tới 30, 50 năm nữa, ai có thể đảm bảo họ sẽ không thể đột phá lên cảnh giới nhân vương cấp 5, cấp 6 chứ? Ồ, không kém chúng ta sao? Nói khoác mà cũng mạnh miệng nhỉ. Tiêu Chính Văn vừa mới dứt lời, ở bên cạnh đã có một giọng nói không mấy thân thiện vang lên. Long Nguyệt nghe xong liền đưa mắt nhìn, người nói chính là vị thiếu cung chủ của Bích Hà cung kia. Lúc này, hắn đang từ từ đi về phía Tiêu Chính Văn cùng mấy người nam nữ trẻ tuổi. Tuy rằng vừa rồi giọng nói của hắn không lớn, nhưng sức xuyên thấu lại vô cùng mạnh, lời nói đó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao những người có thể tới bữa tiệc này đều là những cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa Bích Hà Cung là một trong những thế lực ở tầm trung, vì vậy khi thiếu cung chủ của Bích Hà Cung vừa lên tiếng, đương nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của vô số người rồi. Đồng thời, cách ăn mặc của mấy người Tiêu Chính Văn cũng rất nhanh khiến người ta để ý. Mấy người các anh, mới hơn 20 tuổi mà có thể đạt được thành tựu như vậy ở thế tục quả thực cũng đã không tệ rồi, nhưng mà, muốn vượt qua chúng tôi, sợ là chỉ dựa vào nỗ lực và thời gian thì mãi không đủ. Thứ mà các anh thiếu chính là huyết mạch và cơ duyên, đây mới là thứ mà những người thế tục thấp hèn như các anh mãi mãi không với được. Lương Cảnh Long nói với vẻ mặt ngạo nghễ. Ngay từ đầu, Lương Cảnh Long đã biết được người cùng Quách Khai đến bữa tiệc chính là Tiêu Chính Văn. Mặc dù hai hôm trước Tiêu Chính Văn mới giết chết Trương Tử Tuấn trước mặt mọi người, nhưng Lương Cảnh Long vẫn cảm thấy hắn là thiếu cung chủ của Bích Hà Cung, một thế tử thông thường như Trương Tử Tuấn sao có thể so sánh được với thân phận và địa vị của hắn. Vì vậy, Lương Cảnh Long hoàn toàn không xem Tiêu Chính Văn ra gì. Hơn nữa, lúc ấy sở dĩ những cao thủ ấy không ra tay hoàn toàn không phải bởi vì năng lực của Tiêu Chính Văn, mà là bởi vì sau lưng anh có một nhà họ Chu hùng mạnh. Tất cả mọi người đều nể mặt Chu Trấn Long, mà không phải nể nang Tiêu Chính Văn. Bây giờ Tiêu Chính Văn một mình tới, hoàn toàn không có Chu Trấn Long làm chỗ dựa, Tiêu Chính Văn còn có gì đáng để sợ chứ? Lương Cảnh Long vừa dứt lời, Long Hình trở nên giận dữ. Mặc dù hôm nay tất cả người tới đây đều có thực lực vô cùng khủng bố, nhưng Long Hình lại không hề sợ hãi, có Tiêu Chính Văn ở đây, những người này không đủ khiến anh ta lo lắng. Anh ta và Long Nguyệt cũng không hẳn là không thể đấu được một trận. Ồ, xem ra, anh không phục sao? Không phải chúng tôi xem thường các anh phải hiểu, cho dù là tư chất tự nhiên thì chúng tôi tuyệt đối cũng không kém các anh. Hơn nữa, sau lưng chúng tôi đều có một thế gia lớn chống đỡ, riêng về tài nguyên chúng tôi có thể đạt được, các anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Hơn nữa, bí thuật trận pháp có thể đạt được của bất kỳ thế gia nào càng là thứ mà người của thời đại này như các anh khao khát mà không có được. Vậy nên mới nói, các anh vĩnh viễn không thể đạt được thành tựu như chúng tôi. Vẻ mặt Lương Cảnh Long khinh thường mở miệng nói, sắc mặt ấy giống như đang dạy dỗ một người vai dưới. Ví dụ như nói tới thiếu cung chủ của Thiên Hà Cung đây, từ năm 3 tuổi anh ấy đã có thể thuộc được bí yêu trận pháp thất truyền ngàn năm, và lại, tư chất tự nhiên hơn người. Năm 8 tuổi đã có thể vây bắt mãnh hổ bằng trận pháp bí mật. Các anh có làm được không? Tôi nghĩ ở cái tuổi này các anh còn đang cởi chuồng tắm mưa nhỉ? Lương Cảnh Long chỉ tay vào một người đàn ông trẻ tuổi, kiêu ngạo nói. Khí trường xung quanh người này rất mạnh, chỉ nhìn từ xa cũng đã cho người khác một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, năm 13 tuổi đã đột phá được cảnh giới thiên thần, mặc dù tôi không biết các anh đạt tới cảnh giới thiên thần lúc nào. Nhưng nhất định sẽ muộn hơn anh ấy rất nhiều đúng chứ? Lương Cảnh Long vừa dứt lời, trên mặt người đàn ông trẻ tuổi ấy lập tức hiện lên sự hãnh diện. Không sai, quá trình trưởng thành của hắn nếu ở thế tục tuyệt đối là con cưng của trời, cho dù là ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đã đủ để được gọi là hạng nhất rồi. Dù là Tiêu Chính Văn cũng không thể có được thành tích trưởng thành như hắn được. Nhưng mà, anh ấy cũng phải mất 15 năm mới có thể đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 5. Biết tại sao không? Lương Cảnh Long lạnh lùng cười nói, bởi vì cảnh giới nhân vương khác với cảnh giới thiên thần và cảnh giới thiên vương, cảnh giới nhân vương coi trọng tính giác ngộ hơn, tính giác ngộ không nhìn thấy được cũng không sở thấy được, là thứ không thể dùng sự cần cù để bù lại được. Vậy mới nói, truyền thừa huyết mạch đặc biệt quan trọng, thứ mà mấy anh thiếu chính là huyết mạch được truyền thừa. Tôi có thể không chút khoa trương mà nói rằng, tổ tiên ba đời trước của các anh cơ bản đều là nông dân. Một đám chân đất mắt toét mà cũng vọng tưởng trở thành cao thủ tuyệt thế sao? Đúng là nực cười mà. Nói đến đây, không chỉ Lương Cảnh Long bật cười,
đám người phía sau lưng hắn cũng cười rộ lên. Những lời này của Lương Cảnh Long dường như đã nói ra tiếng lòng của tất cả thế tử, trong mắt bọn họ, đây chính là cảm giác hơn người từ khi sinh ra đã có. Xuất thân là điều kiện cơ bản phân biệt bọn họ với người thường. Anh, Long Hình siết chặt nắm đấm, đang muốn đứng dậy lại bị Tiêu Chính Văn ngăn lại. Lương Cảnh Long liếc mắt nhìn Long Hình, khinh thường nói, sao? Còn muốn ra tay với tôi sao? Anh có tư cách đó à? Anh có tin tôi chỉ dựa vào thần binh lấy mạng anh trong gang tấc mà không cần dùng toàn lực không? Đây chính là ranh giới giữa anh và tôi mà anh sẽ không bao giờ có thể vượt qua được. Sao nào, bây giờ anh còn cảm thấy các anh hơn chúng tôi không? Lương Cảnh Long hất hàm cười nhạo. Mặc dù lời nói này của hắn vô cùng mang tính sỉ nhục, nhưng cũng là một sự thật không thể tranh cãi. Cho dù là dưới tình cảnh hai người có thực lực và cảnh giới ngang bằng nhau, nhưng người có thần binh hầu như đều có thể giết chết người không có thần binh hỗ trợ. Đây là nhận thức chung của cả giới võ đạo, hơn nữa còn là chân lý được kiểm chứng vô số lần trong cả hàng ngàn năm nay. Nếu không, thần binh cũng không bị tranh cướp đến như vậy. Mà lời này của hắn không phải nói để Long Hình và Long Nguyệt nghe, mà là người khác. Cho dù Tiêu Chính Văn có xuất sắc đến cỡ nào, cho dù thực lực của anh có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào được bọn họ tiếp nhận. Huống hồ Tiêu Chính Văn năm lần bảy lượt đắc tội với các đại tộc vùng ngoài lãnh thổ, việc này càng khiến các thế lực vùng ngoài lãnh thổ xa lánh anh. Mặc dù cho tới nay, Tiêu Chính Văn vẫn mạnh mẽ như cũ nhưng đó là khi các đại năng thực sự của vùng ngoài lãnh thổ chưa trở về, nếu những tài năng ấy lần lượt trở về thì nào đâu còn chỗ cho Tiêu Chính Văn phát triển. Trong chiều dài hàng vạn hàng nghìn năm lịch sử, chưa hẳn không có những người trẻ ưu tú hơn Tiêu Chính Văn. Nhưng cũng bởi vì những người này quá mức xuất sắc nên mới không coi ai ra gì. Cuối cùng, không có người nào là không bị các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ chèn ép, thậm chí còn giết chết, vì thế mà biết mất trong lịch sử. Từ xưa tới nay, chưa từng có bất cứ ai đắc tội một lượt với các thế gia vùng ngoài lãnh thổ giống Tiêu Chính Văn mà có thể rút lui một cách êm đẹp được. Cuối cùng đều bị thuần phục rồi trở thành tay sai cho một thế lực lớn nào đó, hoặc hoàn toàn bị hủy diệt. Vì vậy, kết cục tốt đẹp nhất của Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể là trở thành chó săn cho một thế lực nào đó ở vùng ngoài lãnh thổ mà thôi. Còn Lương Cảnh Long thì sao? Đường đường là thiếu cung chủ của Bích Hà Cung, thân phận cao quý cỡ nào chứ? Hai người Long Nguyệt và Long Hình kìm nén cơn giận trong lòng, quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn từ đầu tới cuối vẫn chẳng xem Lương Cảnh Long ra gì, thậm chí đến việc hắn nói gì anh cũng không có chút hứng thú lắng nghe. Cái gì mà thần binh, Tiêu Chính Văn còn biết nhiều hơn hắn, am hiểu sâu hơn hắn. Rất nhiều cái gọi là thần binh chẳng qua chỉ là được một số nhân vật đặc biệt nào đó giao phó cho linh tính và khả năng đặc biệt. Nếu dùng các nói hiện đại để giải thích, đây chính là hiệu ứng còn sót lại của từ trường. Giống như việc đặt cây kim trong từ trường một thời gian dài, cây kim này đương nhiên cũng sẽ có một từ tính nhất định. Nhưng so với từ trường, từ tính của cây kim này lại vô cùng nhỏ. Vì vậy, bất luận là trong tay có thần binh lợi khí như thế nào thì đến cuối cũng vẫn phải dựa vào người nắm giữ nó mới có thể phát huy được uy lực của thần binh. Tôi thấy chưa hẳn đâu, bất luận là uy lực của thần binh lợi khí như thế nào thì cuối cùng cũng phải xem ai là người sử dụng nó. Anh Tiêu, Thiên Hương các chúng tôi lại vô cùng hy vọng có thể được anh Tiêu xem trọng, kết giao đi lại với anh Tiêu. Chính lúc này, một giọng nói dễ nghe truyền tới. Nghe thấy giọng nói của cô gái này. Tất cả mọi người đều cả kinh, đến cả Long Nguyệt và Long Hình cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy từ phía không xa, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần phong thái nho nhã chậm chậm bước tới chỗ Tiêu Chính Văn, đi theo còn có hai cô gái. Dáng người cao gầy, xinh đẹp đầy đặn, một tà váy dài màu đỏ càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho cô ta, đôi mắt quyến rũ ấy thật sự hút hồn người. Nhìn thấy cô gái này, Lương Cảnh Long khẽ biến sắc. Trong các thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ, Thiên Hương Các tuyệt đối không dễ khinh thường. Hơn nữa, bảo vật của Thiên Hương Các vô cùng nhiều, đủ các loại thần binh, nhiều không đếm xuể, chỉ từ việc này, dù là 10 Bích Hà Cung cũng không sánh kịp Thiên Hương Các. Mà cô gái này chính là đệ tử thân truyền của các chủ Thiên Hương Các. Chỉ cần anh Tiêu đồng ý qua lại với Thiên Hương Các tôi, tất cả các thần binh lợi khí trong Thiên Hương Các đều có thể cho anh Tiêu và hai vị đây thoải mái lựa chọn. Thiên Hương Các tôi mong muốn thể hiện thành ý của mình. Vừa mới dứt lời, trên mặt Lương Cảnh Long hết đỏ rồi lại trắng,
đây chẳng phải rõ ràng là đang vả vào mặt hắn sao? Hừ, Hứa Tinh Nhi của Thiên Hương Các, sắc mặt Lương Cảnh Long vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, đây chẳng phải là sư huynh Lương sao? Không biết sư huynh Lương gần đây có khỏe? Hứa Tinh Nhi mỉm cười, nụ cười còn mang theo mấy phần quyến rũ, nhưng ai ai cũng có thể nhìn ra được sự khinh thường không giấu nổi trong mắt Hứa Tinh Nhi. Hứa Tinh Nhi vừa nói thế, đa số người có mặt ở đó đều không khỏi nhíu mày. Thân phận của Tiêu Chính Văn đã không cần nói nhiều nữa, ai cũng biết anh là kẻ thù hàng đầu của tất cả gia tộc ngoài lãnh thổ. Nhưng Hứa Tinh Nhi lại cố gắng lôi kéo quan hệ với đối phương, lẽ nào Thiên Hương Các có gan lớn đến thế, dám đối đầu với tất cả thế lực ngoài lãnh thổ. Mặc dù Hứa Tinh Nhi là người nhỏ tuổi nhất trong đám người này, nhưng thủ đoạn của cô ta hơn người, ngay cả người xuất sắc trong thế hệ trẻ của huyết tộc Đồ Ma cũng bị cô ta mê hoặc đến điên đảo thần hồn. Nói đến cậu Đồ Ma thì ngay cả người nhà họ Khổng cũng phải nể mặt hắn, có thể thấy hắn có địa vị cao trong các gia tộc ngoài lãnh thổ. Nhưng mấy ngày gần đây, cậu Đồ Ma đang bế quan, thế nên chưa quay về thế tục cùng với mọi người. Mặc dù ở một khía cạnh nào đó, Lương Cảnh Long và Đồ Ma không ngang nhau, nhưng dù sao căn cơ của hai người họ khác nhau, đằng sau cậu Đồ Ma là cả huyết tộc, còn phía sau Lương Cảnh Long chỉ có một Bích Hà Cung. Còn Thiên Hương Các được truyền lại từ thời xa xưa, hơn nữa cụ tổ của Thiên Hương Các chắc chắn là một vị đại tài ở thời xa xưa, nghe nói còn là một trong ba đệ tử lớn của Nga Hoàng. Thế nên chỉ cần Tiêu Chính Văn gật đầu kết đồng minh với Thiên Hương Các thì dù những người ở đây có hận Tiêu Chính Văn đến tận xương tủy cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Sư muội Tinh Nhi, bảo vật của Thiên Hương Các cũng không dễ kiếm đâu, dù sao cũng là kết quả của bao đời cụ tổ khổ cực làm ăn kinh doanh. Cứ thế đưa cho người khác e là không ổn nhỉ. Chắc lệnh sư cũng sẽ không đồng ý, tôi khuyên sư muội Tinh Nhi, có vài lời vẫn nên suy nghĩ cân nhắc kỹ càng hãng làm. Lương Cảnh Long sầm mặt thầm cảnh cáo. Xin lỗi, lúc sắp đi, sư phụ từng dặn tôi đến thế tục mọi chuyện đều để tôi tùy ý sắp xếp, thế nên quyết định của tôi đại diện cho quyết định của sư phụ. Mặc dù tôi chỉ là một phụ nữ yếu đuối, nhưng cũng có thể chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Hứa Tinh Nhi không hề nể mặt Lương Cảnh Long chút nào, mặt không đổi sắc cãi lại. Chỉ là cô ta vừa dứt lời, một giọng nói khác lại vang lên, sư muội Tinh Nhi, cô nghĩ thấu đáo thật rồi sao? Vừa dứt lời, trên bầu trời vô số đóa hương hoa rơi xuống, cùng lúc đó một vầng sáng màu sắc sặc sỡ từ chân trời chiếu đến, một người phụ nữ có vẻ đẹp tuyệt trần đáp xuống đất. Chỉ thấy người phụ nữ trước mặt mặc một bộ váy dài, làn da trắng như tuyết. Đôi mắt như nước mùa thu, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Kính chào sư tỷ Hương Nhi. Người phụ nữ áo trắng vừa xuất hiện, Lương Cảnh Long lập tức bước đến chào. Hứa Tinh Nhi hơi sửng sốt, sau đó cũng nhanh chân bước đến, hơi cúi người nói, sư tỷ Hương Nhi, trùng hợp quá. Sau đó những người khác cũng vội bước đến chắp tay chào người phụ nữ áo trắng, chúng tôi chào sư tỷ Hương Nhi. Từ thái độ của đám người này với người phụ nữ áo trắng thôi cũng có thể thấy người này chắc chắn có địa vị khá cao. Cô ta chính là một trong những truyền nhân nhánh chính của Bát Cảnh Cung ở ngoài lãnh thổ, Hàn Hương Nhi. Nói đến Bát Cảnh Cung thì gần như không ai trong giới võ thuật không biết đến danh tiếng. Tương truyền rằng thời kỳ Hồng Hoang, người chính thức tạo ra võ thuật chính là ông cụ nhà họ Đạo. Thế nên cho đến hiện đại bây giờ, những người học võ vẫn coi võ thuật là một trong những môn học bắt buộc để tu thân dưỡng tính. Bát Cảnh Cung đúng như tên gọi của nó, có tất cả 8 nhánh lớn, trong đó nhánh chính là do các phụ nữ thống lĩnh, Hàn Hương Nhi chính là đệ tử đích truyền của Huyền Nữ Cung. Mặc dù trên danh nghĩa Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cũng chỉ là một tông môn ngoài lãnh thổ, nhưng thật ra dù là thiên đạo minh ước thì cũng có lúc phải nể mặt Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Ở cả ngoài lãnh thổ vẫn không có một tông môn hay gia tộc nào có được đặc quyền như thế. Dù sao lịch sử của Bát Cảnh Cung quá lâu đời, thậm chí có thể bắt nguồn từ thời kỳ Viêm Hoàng Nhị Đế, ngay cả năm Đại Danh Sơn và tất cả các phái trong võ tông đều có mối quan hệ với Bát Cảnh Cung. Bát Cảnh Cung lại là một thế lực gắn bó chặt chẽ với Long tộc nhất, cho dù là ở ngoài cảnh giới hay tam giới cũng không phải là một cường hào trong ngũ hành. Thế nên Hàn Hương Nhi vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều bước đến chào, thậm chí không ít người còn nở nụ cười nịnh nọt. Bản thân Hàn Hương Nhi cũng từng vào Huyền Thiên Đạo Cung. Nhưng không biết tại sao sau đó lại chủ động rút.
Dù là thế thì mọi người cũng thầm đoán, chắc chắn Hàn Hương Nhi đã được hưởng lợi rất nhiều từ trong đó. Còn đến giờ cô ta vẫn là nhân vương cấp 5 thì được hiểu là do Hàn Hương Nhi đang cố ý khắc chế tu vi của mình, là một biểu hiện của sự khiêm nhường. Khí thế của Hàn Hương Nhi quá mạnh, thoáng chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ngay cả Khổng Thiên Tường ngồi trên ghế ngọc ở đằng xa cũng chủ động đứng dậy chắp tay với Hàn Hương Nhi. Tinh Nhi, lẽ nào cô muốn làm hòa với Tiêu Chính Văn thật sao? Hàn Hương Nhi không quan tâm đến mọi người xung quanh mà nói với Hứa Tinh Nhi. Sư tỷ Hương Nhi, thật ra, Tinh Nhi, tôi muốn nhắc cô, Tiêu Chính Văn không chỉ đắc tội với các thiên tài của Thiên Cung Bắc Cực, còn tự tay giết Lục Tiểu Thiến của huyết tộc. Hôm qua đã giết Trương Tử Tuấn ngay trước mặt mọi người, điều này có nghĩa là gì không cần tôi phải nói nữa. Hàn Hương Nhi lạnh lùng trầm giọng nói. Cô ta vừa nói thế, mọi người ở đó cũng hoảng hốt. Chuyện Tiêu Chính Văn giết Trương Tử Tuấn không phải là bí mật, nhưng Lục Tiểu Thiến thì lại khác. Cô ta là con gái cả của nhà họ Lục huyết tộc ở ngoài lãnh thổ, dù là các ông lớn cao thủ đời trước cũng phải nể mặt cô ta chứ đừng nói là giới trẻ bọn họ, nhà họ Lục không phải là gia tộc mà ai cũng có thể chọc vào. Nhất là trước giờ huyết tộc luôn phân rõ ân với oán, đắc tội với huyết tộc, trừ khi huyết tộc bị tàn sát tận gốc, nếu không dù chỉ còn một người sống sót cũng sẽ đuổi giết đến chết. Cái gì, chị Hương Nhi, những gì chị nói là thật sao? Hứa Tinh Nhi sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, không dám tin trợn trừng hai mắt. Tinh Nhi, cô có thể tự đi hỏi Tiêu Chính Văn, chuyện lớn như thế không thể giấu được. Hàn Hương Nhi lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Hứa Tinh Nhi quay đầu nhìn Tiêu Chính, nhưng Tiêu Chính Văn mặc kệ cô ta, vẫn bình tĩnh uống trà. Nhưng sự im lặng của Tiêu Chính Văn lại như đang thừa nhận những lời Hàn Hương Nhi nói. Sắc mặt Hứa Tinh Nhi khó coi đến cùng cực. Vốn dĩ cô ta chỉ là vì trước đó nhìn thấy thực lực của Tiêu Chính Văn nên mới có ý nghĩ muốn kéo anh về phe mình, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại đắc tội với nhiều thế lực lớn như vậy. Theo tôi được biết, người của Ngọc Khuyết Cung không lâu nữa sẽ tự tay kết thúc ân oán này. Hàn Hương Nhi khinh thường nói. Mặc dù thực lực của Lục Tiểu Thiến khá bình thường, thậm chí không ăn nhập gì với giới trẻ. Nhưng phía sau cô ta không chỉ có một nhà họ Lục mà còn có vị thiếu niên con cưng của trời ở Ngọc Khuyết Cung. Với thực lực của vị thiếu niên kia, một khi ra tay đừng nói là Hứa Tinh Nhi không bảo vệ được Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả Thiên Hương Các cũng sẽ bị liên lụy. Dù sao vị thiếu niên kia là người có khả năng thừa kế vị trí cung chủ của Ngọc Khuyết Cung nhất, một khi chuyện này có liên quan đến hắn, khó đảm bảo Ngọc Khuyết Cung sẽ không truy cứu, đến lúc đó Thiên Hương Các cũng khó trụ vững. Bây giờ cô nên hiểu rồi chứ, có quan hệ quá thân thiết với người này đồng nghĩa với việc đâm đầu vào chỗ chết. Hàn Hương Nhi cười khẩy nói. Cảm ơn sư tỷ Hương Nhi đã nhắc nhở, vừa rồi là do Tinh Nhi quá sơ suất. Hứa Tinh Nhi vội vàng cúi đầu xuống lùi về sau mấy bước, cố ý kéo giãn khoảng cách với mấy người Tiêu Chính Văn. Một người không có lai lịch gì trong thế tục như Tiêu Chính Văn đắc tội với Ngọc Khuyết Cung thì có khác gì tìm tới cái chết đâu. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sao anh lại xuất hiện trong bữa tiệc của mấy người bọn tôi? Hàn Hương Nhi cau mày nhìn mấy người Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Anh Tiêu là khách quý tôi mời đến, có vấn đề gì sao? Giọng Trần Nguyệt Nhi vang lên vừa đằng xa, chỉ thấy cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng, cứ như tiên dáng trần. Lúc này Trần Nguyệt Nhi nhìn Hàn Hương Nhi bằng ánh mắt không mảy may sợ hãi. Ồ, thật không ngờ Thiên Cung Bắc Cực các cô lại rộng lượng như vậy. Theo tôi được biết, Thiên Minh Tử chết trong tay Tiêu Chính Văn nhỉ. Hàn Hương Nhi khinh thường cười, chế giễu nói. Sư tỷ Hương Nhi, chị nói đùa rồi, Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi trước giờ làm gì cũng đều không dựa vào ân oán, càng không để ý đến suy nghĩ của người khác. Trần Nguyệt Nhi phản bác lại. Hừ, mong các cô đừng phạm sai lầm là được, nhà họ Lục không phải là gia tộc mà Thiên Cung Bắc Cực các cô có thể đắc tội. Hàn Hương Nhi nói. Hứa Tinh Nhi nhìn Trần Nguyệt Nhi thở dài, xoay người đi cùng với Hàn Hương Nhi. Tôi ngược lại mong Bát Cảnh Cung đừng phạm sai lầm. Trần Nguyệt Nhi đáp lại Hàn Hương Nhi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận ra. Hàn Hương Nhi lạnh lùng nói. Khoảng thời gian này Tiêu Chính Văn đã đắc tội với khá nhiều thế lực lớn, chỉ cần các thiên tài ngoài lãnh thổ quay về, e là Tiêu Chính Văn phải đối mặt với sự thanh trừng tàn khốc nhất. Đến lúc đó dù là người thân,
bạn bè của anh cũng sẽ bị liên lụy chứ đừng nói bản thân Tiêu Chính Văn. Lúc này ai còn dám lôi kéo quan hệ với Tiêu Chính Văn chứ? Những gì Trần Nguyệt Nhi làm chính là đâm đầu vào chỗ chết. Anh Tiêu, có vài người và vài việc không cần để ý đến quá nhiều. Trần Nguyệt Nhi đi đến chỗ bàn của mấy người Tiêu Chính Văn rồi ngồi xuống, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên nói. Trần Nguyệt Nhi là nữ thần của biết bao thế tử, nhưng lúc này cô ta lại rộng lượng ngồi đối diện Tiêu Chính Văn, còn cười nói tự nhiên với anh lập tức thu hút vô số ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Dù sao với nhan sắc của Trần Nguyệt Nhi, dù ở thế giới có nhiều người đẹp như ngoài lãnh thổ cũng là cực phẩm trong số cực phẩm. Quan trọng nhất là Trần Nguyệt Nhi không có lai lịch đáng sợ như Hàn Hương Nhi và Hứa Tinh Nhi, chẳng qua chỉ là một đệ tử đích truyền của Thiên Cung Bắc Cực mà thôi. Điều này đã hạ thấp ngưỡng theo đuổi của nhiều vị hoàng tử này. Thế nên hôm nay đến đây đa số đều nghĩ mình mới là người có cơ hội ôm được người đẹp nhất. Lúc này Trần Nguyệt Nhi lại nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ánh mắt đó của cô ta đã đủ khiến cho đám thế tử ghen tị rồi. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc lúc này Tiêu Chính Văn đã bị ánh mắt của họ làm cho bị thương không hề nhẹ. Dù là Khổng Thiên Tường nãy giờ vẫn không lên tiếng cũng sầm mặt. Ai mà không biết Khổng Thiên Tường vẫn luôn có ý với Trần Nguyệt Nhi, thậm chí có vài lần còn ngỏ ý tỏ tình với Trần Nguyệt Nhi, nhưng Trần Nguyệt Nhi không thích hắn, năm lần bảy lượt giả vờ ngốc nghếch không biết gì. Nếu không phải e ngại thân phận thế tử của nhà họ Khổng, e là Trần Nguyệt Nhi đã nói thẳng ra rồi. Thế tử Khổng, xem ra người trong lòng của cậu đã có ý với người khác rồi. Hàn Hương Nhi ngồi xuống đối diện Khổng Thiên Tường, liếc nhìn về phía mấy người Tiêu Chính Văn, ý tứ sâu xa nói. Hừ, Khổng Thiên Tường buồn bực hừ một tiếng, đập nhẹ lên bàn nói, dù có cho tên họ Tiêu kia 100 lá gan, hắn cũng không dám động vào một đầu ngón tay của Nguyệt Nhi. Hầu hết mọi người đều biết rõ tâm ý và tấm lòng của hắn dành cho Trần Nguyệt Nhi. Nếu Tiêu Chính Văn tranh giành tình yêu ngay trước mặt hắn thì không chỉ đang sỉ nhục bản thân hắn, mà còn đang xem thường cả nhà họ Khổng. Cho dù Tiêu Chính Văn có thực lực mạnh thế nào thì cũng chỉ có một mình thôi. Nhưng nhà họ Khổng có căn cơ rất sâu, lai lịch lâu đời, sao có thể là gia tộc mà một mình Tiêu Chính Văn đủ sức đối đầu được chứ? Huống gì nếu so về thực lực, Tiêu Chính Văn cũng thấp hơn mấy người họ một cảnh giới nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao Lương Cảnh Long biết rõ thân phận của Tiêu Chính Văn mà còn dám chế giễu Tiêu Chính Văn, Long Nguyệt và Long Hình. Cậu đem cả kiếm thất sắc Hà Quang theo luôn à? Hàn Hương Nhi quay đầu nhìn trong biển mây ở lưng chừng núi, thấy chỗ trong biển mây đó dường như có vô số tia sáng phản chiếu xuất hiện nên ngờ vực hỏi. Trong tia sáng đó còn chứa một luồng sát khí, chắc chắn không thể là phản ứng tự nhiên trong tầng mây được. Hàn Hương Nhi vừa nói thế lập tức thu hút sự chú ý của Lương Cảnh Long. Đây là bảo vật tuyệt thế đấy, không ngờ nhà họ Khổng lại yên tâm giao bảo vật tuyệt thế này cho Khổng Thiên Tường. Phải biết mà thanh kiếm này là quà Bích Hà Cung tặng cho gia chủ nhà họ Khổng vào ngày lễ mừng thọ của ông ta 10 năm trước. Có thể nói trong mấy người chỉ có Lương Cảnh Long có cảm tình đặc biệt nhất với kiếm thất thái Hà Quang này. Vốn dĩ Khổng Thiên Tường sẽ lấy kiếm thất thái Hà Quang này ra khoe khoang rước mặt Trần Nguyệt Nhi một chút, giành được sự ưu ái của Trần Nguyệt Nhi, nhưng hắn không ngờ rằng Trần Nguyệt Nhi sẽ chỉ ngồi vào bàn của Tiêu Chính Văn và phớt lờ hắn. Anh Tiêu, sau bữa tiệc hôm nay sẽ có người đến kiểm tra danh sách nhân viên của Huyền Thiên Đạo Cung, sau đó đưa cho lãnh đạo cấp cao của Huyền Thiên Đạo Cung. Trần Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói với Tiêu Chính Văn. Cô ta là người mong Tiêu Chính Văn cũng có thể cùng tham gia nhất. Nhưng khi đăng ký danh sách này phải được sự cho phép của Tiêu Chính Văn mới được. Để đến khi đó không khiến lòng tốt biến thành làm hỏng việc. Trần Nguyệt Nhi giúp Tiêu Chính Văn báo tên, nhưng Tiêu Chính Văn lại không thích tham gia khiến Huyền Thiên Đạo Cung hiểu lầm, ngược lại sẽ vì thế mà đắc tội với Tiêu Chính Văn. Ừ, Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu. Tiêu Chính Văn ít nhiều gì cũng có tò mò với Huyền Thiên Đạo Cung, anh không ngại đi xem một chút. Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu. Trần Nguyệt Nhi mới nói tiếp, anh Tiêu, thật ra lần này trước khi chúng tôi quay về thế tục thì vẫn luôn có một tin đồn, không biết là thật hay giả. Nghe nói lần này Huyền Thiên Đạo Cung đặc biệt vì một người bí ẩn nên mới phá lệ cho phép người thế tục vào. Thật ra tin tức này đã lan truyền trong giới bọn họ khoảng một tháng trước khi quay về thế tục. Chỉ là mọi người không ai để ý, dù sao danh tiếng của Huyền Thiên Đạo Cung vẫn ở đó,
sao có thể tiếp nhận một con kiến bé nhỏ của thế tục chứ? Đa số mọi người đều cho rằng đây chỉ là một lời bịa đặt, ngay cả Trần Nguyệt Nhi trước khi gặp Tiêu Chính Văn cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng sau khi cô ta được chứng kiến sức chiến đấu kinh người của Tiêu Chính Văn thì lập tức có suy đoán khá bạo gan, người mà Huyền Thiên Đạo Cung muốn tìm chẳng lẽ chính là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lại không có hứng thú với mấy lời Trần Nguyệt Nhi nói. Tiêu Chính Văn không hề hay biết gì về Huyền Thiên Đạo Cung này. Chỉ cần không làm hại đến lợi ích của người dân Hoa Quốc thì Tiêu Chính Văn cũng lười hỏi. Hai người Long Nguyệt và Long Hình cùng lúc bị một luồng ánh sáng dần dâng lên thu hút tầm nhìn. Chỉ thấy một luồng sáng bảy sắc dài vài thước đang dung nhập vào không trung như có trí tuệ, nhờ vào ánh nắng buổi trưa phát ra vầng sáng chói mắt. Ánh sáng bảy màu liên tục chiếu xuống như đang nhảy múa trong không trung đầy màu sắc rực rỡ. Ngay cả những người đến hiện trường khác cũng phải rời tầm mắt nhìn sang chứ đừng nói là Long Nguyệt và Long Hình bị thu hút ánh nhìn. Mặc dù ngoài lãnh thổ từng nói kiếm thất thái hà quang là vật không may mắn, nhưng thần binh như thế rất hiếm thấy trên thế gian, không ít người vẫn nhìn về phía Khổng Thiên Tường với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ngoài nhà họ Khổng, các gia tộc khác không xứng có được bảo vật hiếm thấy này. Mọi người nhìn kìa, đó chắc là kiếm thất thái hà quang nhỉ. Long Nguyệt chỉ vào một phía, hai mắt trợn to tò mò nhìn về phía không trung. Đúng thế, đây chính là kiếm thất thái hà quang. Điểm hơn người thật sự của thanh kiếm này nằm ở chỗ, thật ra nó là một tia sáng kỳ lạ nhưng lại không có thân kiếm thực chất nên cũng được gọi là thiên kiếm. Trần Nguyệt Nhi rất kiên nhẫn giải thích. Nghe Trần Nguyệt Nhi nói thế, Long Hình không khỏi ớn lạnh. Nếu trên thế giới này mà có thần binh như vậy thật thì chẳng phải là vô địch rồi sao? Cho dù là bảo kiếm như thế nào cũng không thể chặn được ánh sáng. Nói cách khác, cho dù trong tay anh có là vũ khí gì đi nữa, trong tay đối phương nắm lấy một luồng ánh sáng, làm sao mà đánh lại cho được. Nhưng thanh kiếm này cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể tùy ý dùng, cho đến giờ vẫn không có ai có thể phát huy hết toàn bộ uy lực của nó. Trần Nguyệt Nhi như nhìn thấy suy nghĩ của Long Hình, lại bổ sung thêm một câu. Thật ra thanh kiếm này chỉ là vật bình thường không hề có giá trị gì. Tiêu Chính Văn chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn sang rồi không quan sát thêm nữa. Nghe có vẻ thanh kiếm thất thái hà quang này trông rất ảo diệu. Thật ra đó chỉ là một vũ khí bình thường mà nhân tài nào đó đã ngưng kết thành bằng trận pháp không gian mà thôi. Giống như lúc trước khi Tiêu Chính Văn giao đấu với các cao thủ cũng từng sử dụng trận pháp không gian để ngưng tụ màn sáng màu vàng thành các loại vũ khí. Chẳng qua bây giờ thực lực của Tiêu Chính Văn vẫn chưa đủ để làm đến mức ngưng tụ ánh sáng thành thực thể này. Người nói vô ý nhưng người nghe có ý khác, câu nói này của Tiêu Chính Văn khiến xung quanh lập tức rơi vào im lặng. Thậm chí ngay cả Khổng Thiên Tường ngồi trên ghế cũng đứng bật dậy. Hừ, vừa rồi anh Tiêu nói thanh kiếm này chỉ là một thứ bình thường, vậy tôi muốn xem thử anh Tiêu có vũ khí sắc bén lợi hại gì trong tay. Sắc mặt Khổng Thiên Tường vô cùng khó coi. Lạnh lùng hỏi. Hắn vốn dĩ còn muốn mượn cơ hội mọi người đều chú ý này để khoe khoang này nọ, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì. Tiêu Chính Văn đã tạt một gáo nước lạnh. Cảm giác này khó chịu cứ như đang ăn cơm thì lại phát hiện có nửa con ruồi trong bát. Thế tử Khổng, thật ra lúc nãy anh Tiêu cũng chỉ nói bừa thôi, đừng xem là thật. Trần Nguyệt Nhi thấy sắc mặt Khổng Thiên Tường khó coi đến thế bèn vội vã đứng dậy giải vây. Nói bừa. Không phải chứ, anh Tiêu thân là vua Bắc Lương, sao có thể ăn nói bừa bãi được. Đúng chứ anh Tiêu, Hàn Hương Nhi cũng không buông tha nhìn Tiêu Chính Văn. Sư tỷ Hương Nhi, Nguyệt Nhi, tôi nghĩ chắc anh Tiêu có vũ khí bảo bối trong tay, nếu không chắc chắn sẽ không xem thường bảo kiếm tối thượng như kiếm thất thái hà quang này. Không cho Trần Nguyệt Nhi nói hết câu, Hàn Hương Nhi đã cười khẩy ngắt lời. Trong mắt Long Vương, món đồ vô dụng đó thật sự không đáng để nhắc tới. Cho dù là thần binh, hay là tiên khí, cuối cùng vẫn là con người sử dụng nó. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thèm để ý đến những người này, nhưng Long Nguyệt lại không kìm được lửa giận trong lòng, lập tức đáp trả lại. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Hương Nhi lập tức thay đổi, ngay cả người bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng dám nói với cô ta bằng giọng điệu này ư. Anh Tiêu, anh quản thuộc hạ của mình như vậy sao? Sắc mặt Hàn Hương Nhi trầm xuống, lạnh lùng chất vấn. Đúng thế, hơn nữa, lời của cô ấy còn có thể đại diện cho tôi. Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Ngay khi lời nói này vừa thốt ra,
tất cả mọi người đều rơi vào im lặng chết chóc. Ngay cả Trần Nguyệt Nhi cũng không ngờ rằng Tiêu Chính Văn sẽ nói ra những lời như vậy. Thậm chí ngay cả cô ta cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải, suy cho cùng người mà Tiêu Chính Văn phải đối mặt lúc này chính là người của Bát Cảnh Cung. Hơn nữa, những lời nói này của Tiêu Chính Văn không chỉ đã đắc tội với Bát Cảnh Cung, mà ngay cả tất cả những người có mặt ở đây, cũng sẽ vì những lời này mà hoàn toàn đứng đối lập với Tiêu Chính Văn. Theo như những lời nói này, trong tay anh Tiêu chắc hẳn đang nắm giữ một binh khí lợi hại nào đó rồi. Anh không ngại lấy ra cho tất cả chúng tôi mở rộng tầm mắt chứ, thế nào? Lương Cảnh Long của Cung Bích Hà đứng lên, nhìn về phía Tiêu Chính Văn với ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Rõ ràng, hắn đang ép Tiêu Chính Văn phải cúi đầu. Trong thế tục, có thể có vũ khí lợi hại gì chứ? Kể từ thời Lý Đường 1000 năm trước, tất cả những cao thủ sau khi đạt đến cảnh giới Thiên Vương cấp 4, cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Cũng có nghĩa là, tất cả những bảo vật hiếm có trên thế giới, cũng sẽ bị những người này mang đi khỏi thế tục. Lương Cảnh Long chính là muốn nhân cơ hội này để khiến Tiêu Chính Văn bẽ mặt trước đám đông, rồi gán cái cớ phỉ báng thế tử, vây lại tấn công, giết Tiêu Chính Văn trên đỉnh Thái Sơn. Ngay khi hắn thốt ra những lời này, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Tiêu Chính Văn. Tất cả mọi người đều thầm cười nhạo trong lòng, chờ xem Tiêu Chính Văn làm trò cười. Long Nguyệt và Long Hình cười chế nhạo một hồi, sau đó đưa mắt về phía Tiêu Chính Văn. Nói về binh khí lợi hại thực sự, bọn họ đã thấy tận mắt, đó chính là thanh kiếm Tần Vương. Ngày đó, khi Tiêu Chính Văn lần đầu tiên sử dụng thanh kiếm Tần Vương, đã xuất hiện bóng dáng của Thủy Tần. Hơn nữa, uy lực kinh thiên động địa kia, một binh khí bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Chát, ngay sau đó Tiêu Chính Văn vung tay lên, một thanh bảo kiếm cổ xưa bằng đồng đã xuất hiện trong tay anh. Trên bao kiếm nhìn trông có vẻ cũ kỹ, thậm chí còn có chút rỉ sét, nhìn từ xa, hoàn toàn không nhìn ra manh mối nào. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trên mặt họ gần như đồng thời lộ ra nụ cười khinh thường, chỉ là một thanh kiếm nát, đâu phải là binh khí lợi hại gì. Đoán chừng nếu ném xuống đất, cũng không có ai nhặt lại. Nếu đã là thần binh, thì dĩ nhiên sẽ có chỗ hơn người, theo tôi thấy hay là chúng ta so tài thử, thế nào? Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa nhìn thanh kiếm thất thái hà quang đang từ từ bay lên cao trên không trung. So tài, anh đang nói đùa với tôi à? Khổng Thiên Tường nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ khinh thường. Tất cả mọi người cũng lập tức phát ra một tràng tiếng cười lớn. Dùng một thanh kiếm đồng rách nát để so tài với kiếm thất thái hà quang của Khổng Thiên Tường, Tiêu Chính Văn không phải là tên điên, thì cũng là một kẻ ngốc. Ngay cả Hàn Hương Nhi bên cạnh cũng khinh thường lắc đầu. Tuy rằng cô ta chưa từng thấy sức mạnh của thanh kiếm thất thái hà quang, nhưng suy cho cùng nó cũng là một thần binh mà tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều biết. Nếu không, với thân phận của Khổng Thiên Tường, sao có thể mang theo một món đồ rác rưởi để quay lại thế tục chứ? Điều khiến cô ta cảm thấy buồn cười nhất là người không có môn phái như Tiêu Chính Văn, vốn không có nơi nào để tìm kiếm binh khí lợi hại thực sự, lại còn muốn khoe mẽ ở trước mặt mọi người, đúng là không biết sống chết. Hơn nữa, Khổng Thiên Tường có thể mượn cơ hội thi đấu, để lấy mạng Tiêu Chính Văn bất cứ lúc nào. Vì vậy, theo quan điểm của cô ta, những lời này của Tiêu Chính Văn, thật sự là chán sống. Khổng Thiên Tường cười gần mấy tiếng, khẽ gật đầu nói, đương nhiên là được. Chẳng qua là thần binh thường luôn khát máu, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Rõ ràng, Khổng Thiên Tường cũng muốn mượn cơ hội này để tiêu diệt Tiêu Chính Văn, một tình địch tiềm ẩn. Ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, trên thân kiếm thất thái hà quang đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên phát sáng, phóng ra hàng vạn ánh hào quang. Vô số ánh hào quang đầy màu sắc chiếu rọi, ngay cả ánh nắng giữa trưa cũng mất đi màu sắc. Một luồng sát khí vô cùng kinh khủng vét sạch cả tòa Thái Sơn, ngay cả mặt đất cũng rung lên. Người ta nói rằng chỉ cần thanh kiếm thất thái hà quang này rời khỏi bao kiếm, nó sẽ có sức mạnh kinh thiên động địa. Xem ra quả nhiên không sai. Đúng vậy, dù sao nó cũng là thần binh mà mấy thế lực lớn rất coi trọng. Lần này, 80% tên họ Tiêu sẽ mất mạng. Trong chốc lát, nhiều người đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến sức mạnh của kiếm thất thái hà quang, mặc dù Khổng Thiên Tường vẫn chưa ra tay, nhưng luồng sát khí bao phủ khắp thế giới cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây run sợ trong lòng.
nhìn lại thanh kiếm nát trên tay Tiêu Chính Văn, không hề có một chút sức mạnh nào, càng không có uy lực chấn động thiên hạ. Hừ, tôi rất muốn xem lần này tên họ Tiêu sẽ có kết cục như thế nào. Cho dù thực lực của Khổng Thế Tử không đủ phát huy hết sức mạnh của thanh kiếm thất thái hà quang, nhưng cũng quá đủ để giết một con kiến của thế tục, còn dư sức nữa đấy. Lương Cảnh Long nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy khiêu khích. Tôi cũng rất tò mò, anh ta lấy đâu ra sự tự tin mà dám so tài cao thấp với thế tử của nhà họ Khổng chứ? Hàn Hương Nhi cười nhạo, khinh thường nói. Khi hai người họ vừa dứt lời, Khổng Thiên Tường liền chỉ tay về thanh kiếm thất thái hà quang. Thanh kiếm thất thái hà quang đột nhiên sáng chói rực rỡ, thân kiếm đột nhiên tăng kích thước từ 3 cm lên tới mấy mét. Khi vô số tia nắng chiếu xuống, giữa trời và đất đột nhiên nổi lên một trận gió, mây ùn ùn kéo đến, trên bầu trời, gió đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, xuất hiện nhiều hiện tượng dị thường. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của thanh kiếm thất thái hà quang? Lúc này, ngay cả Hàn Hương Nhi vốn đã chuẩn bị tâm lý, cũng sợ ngu người. Khổng Thiên Tường nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đắc ý nói, kiếm thất thái hà quang có thể chém mặt trăng và mặt trời, cắt đứt ánh sao, nếu không thì sao lại được gọi là thanh kiếm tai hại chứ? Lời nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh sợ. Có thể cắt đứt mặt trời và mặt trăng, chém đứt ánh sáng của các vì sao, tức là kiếm thất thái hà quang là một thần binh có thể chém cả ánh sáng. Chẳng lẽ, những lời đồn về thanh kiếm thất thái hà quang đều là thật? Hàn Hương Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Khổng Thiên Tường với vẻ mặt không thể tin nổi. Người ta nói rằng, thanh kiếm này có thể giết người cách xa hàng ngàn dặm thông qua sự khúc xạ của ánh mặt trời. Nếu như tất cả đều là sự thật thì quá đáng sợ. Cùng lúc đó, hầu hết ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Bây giờ đã không đơn giản chỉ là lấy Tiêu Chính Văn làm trò cười, những lời vừa rồi của Khổng Thiên Tường đã nói rất rõ ràng. Nếu Tiêu Chính Văn không thắng, rất có thể sẽ bị giết ngay tại chỗ. Lương Cảnh Long khinh thường nhìn về phía Tiêu Chính Văn với bộ dạng xem kịch vui, ánh mắt quét qua thanh bảo kiếm cổ xưa trên tay anh, tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng ngay khi mọi người đều tin chắc rằng Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết, thì thấy Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng kéo vỏ kiếm ra, một tia sáng lạnh chói mắt lao lên trời. Xoạt, tia sáng màu bạc lập tức bao phủ lấy toàn bộ Thái Sơn. Hả? Trước mắt Khổng Thiên Tường hoảng hốt, nhìn thanh kiếm trong tay Tiêu Chính Văn với vẻ không thể tin được nói, điều này sao có thể. Chỉ thấy thanh bảo kiếm ban đầu vốn tầm thường không có gì nổi bật, đột nhiên lại toát ra khí thế động trời. Những người xung quanh đang định xem trò hề của Tiêu Chính Văn đều đứng phắt dậy. Sắc mặt của Khổng Thiên Tường và Hàn Hương Nhi lập tức tái nhợt, ngay cả sắc mặt của Lương Cảnh Long cũng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức của một bậc đế vương. Trong ánh bạc chói lọi đó, lại có khí vận của đế vương. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn vừa vung tay lên, kiếm Tần Vương đã đánh ra ngoài. Không, Khổng Thiên Tường vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn rung chuyển trời đất, ngay sau đó, thanh kiếm Tần Vương được bao bọc bởi uy thế của đế vương, chém thanh kiếm thất thái hà quang thành hai mảnh. Không. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Kiếm của tôi, giờ phút này, sắc mặt của Khổng Thiên Tường như xám cho tàn, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thanh kiếm thất thái hà quang đã bị vỡ thành hai mảnh, siết chặt tay thành nắm đấm, mồ hôi lạnh trên trán từ từ chảy xuống. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm thất thái hà quang vỡ thành hai mảnh trong nháy mắt. Đến lúc đó, mọi người mới chú ý đến thanh kiếm trong tay Tiêu Chính Văn đem theo vận khí hoàng gia. Vận khí là thứ biến hóa vô thường nhất trên đời này. Cho dù là ánh sáng hay những thứ bằng vàng, bằng sắt thì đều không thể so sánh với vận khí. Bởi vì thứ mà vận khí mang theo chính là thiên đạo vĩnh hằng, không có thứ gì trên thế gian này có thể so sánh được. Lúc Khổng Thiên Tường nhìn thấy dòng chữ trên thanh kiếm, đã nhận ra ngay đây chính là kiếm Tần Vương đã có từ hàng nghìn năm trước. Hắn nằm mơ cũng không ngờ loại vũ khí thần cổ xưa như vậy lại rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Lúc này, dáng màu đầy trời rơi xuống, lập tức chìm trong biển mây. Không gian im lặng đến chết người, mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Không ai ngờ rằng thứ mà Tiêu Chính Văn đang cầm trong tay lại là kiếm Tần Vương đã thất truyền ngàn năm. Đừng nói là người nào đó,
ngay cả thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không dám dễ dàng lấy món bảo vật quý hiếm như vậy cho người khác xem. Kiếm Tần Vương là một trong những biểu tượng của văn minh khai sáng Hoa Quốc vạn năm, nó còn là tín vật mang theo ẩn quốc Hoa Quốc. Ai sở hữu được vũ khó thần này, tương đương với việc thừa kế nền văn minh của Hoa Quốc. Còn được thừa hưởng vận khí đế vương do Thủy Hoàng truyền lại. Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Chính Văn thêm vài phần kính nể. Tiêu Chính Văn tay cầm kiếm Tần Vương, cho dù là đặt ở vùng ngoài lãnh thổ thì cũng đủ chấn động khắp nơi. Điều này giống như Tiêu Chính Văn là người giàu nhất thế giới, còn Khổng Thiên Tường là một tên ăn xin trên đường. Điều khiến bọn họ càng không thể chấp nhận hơn là có rất nhiều người thậm chí còn không bằng tên ăn xin như Khổng Thiên Tường. Thế nào, bây giờ anh còn gì để nói không? Tiêu Chính Văn duỗi tay, nắm lấy thanh kiếm Tần Vương, lạnh lùng nhìn Khổng Thiên Tường. Nếu Tiêu Chính Văn muốn giết hắn thì hắn đã không còn cơ hội sống sót. Hầu như tất cả mọi người đều quay lại nhìn Khổng Thiên Tường, lúc này, bọn họ không dám coi thường Tiêu Chính Văn nữa, càng không dám xem nhẹ thanh kiếm cổ kia. Ngay cả đám người Lương Cảnh Long cũng không nói nên lời. So tới kiếm Tần Vương, kiếm Thất Thái Hà Quang chẳng là gì cả, thậm chí còn không đủ tư cách đặt lên bục đài. Khổng Thiên Tường càng không nói nên lời trước câu hỏi của Tiêu Chính Văn. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, chỉ có thể nghiến răng ngồi yên ở chỗ. Hắn không dám nói nửa chữ, mặc dù hắn trong cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Vốn dĩ, hắn muốn nhân cơ hội này khiến Tiêu Chính Văn mất mặt, sau đó tiện tay giết Tiêu Chính Văn tại đây. Nhưng không ngờ, lại làm hỏng cả một món bảo vật của nhà họ Khổng. Hắn không biết phải giải thích với gia tộc như thế nào khi trở về. Thế tử Khổng. Anh đừng tức giận, không còn kiếm Thất Thái Hà Quang thì chẳng phải vẫn còn kiếm Tần Vương sao? Hàn Hương Nhi giễu cợt nói. Khổng Thiên Tường sững sờ, sau đó mặt hiện lên vẻ chế nhạo, chà, đúng vậy. Tên họ Tiêu cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Chỉ cần nhân vật lớn của nhà họ Khổng bọn họ trở lại giới thế tục thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng Tiêu Chính Văn. Một khi Tiêu Chính Văn chết thì chẳng phải thanh kiếm Tần Vương đó sẽ thuộc về nhà họ Khổng sao? Đến lúc đó, tuy rằng Khổng Thiên Tường không tự tay đoạt lấy kiếm Tần Vương, nhưng ít nhất cũng cung cấp mạnh mối của thần khí cho nhân vật lớn trong gia tộc, cũng coi như là có công chuộc tội. Nghĩ đến đây, Khổng Thiên Tường bình tĩnh lại, nói với Hàn Hương Nhi, được rồi, thêm tên anh ta vào danh sách, rồi gửi danh sách đến Huyền Thiên Đạo Cung. Nói xong, Khổng Thiên Tường đưa một bản danh sách cho Hàn Hương Nhi. Thực ra, danh sách này đã được hắn lập ra từ lâu. Những người có tên trong danh sách này đều là những người có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhà họ Khổng. Vốn dĩ Khổng Thiên Tường không định thêm tên Tiêu Chính Văn vào danh sách, nhưng lúc này, hắn đã thay đổi quyết định. Ngược lại, Lương Cảnh Long luôn âm thầm nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hôm nay hắn luôn khiêu khích Tiêu Chính Văn là vì muốn thăm dò Tiêu Chính Văn. Dù sao thì trước khi xảy ra chuyện này, không ai nghĩ rằng trong giới thế tục sẽ xuất hiện người khó đối phó như Tiêu Chính Văn. Trước giờ Lương Cảnh Long luôn cho rằng Trương Tử Tuấn bị Tiêu Chính Văn giết chết là do bất cẩn. Nhưng lúc này, hắn đã thay đổi cái nhìn về Tiêu Chính Văn, từ chuyện vừa rồi, Tiêu Chính Văn quả thực là hơn người. Hắn không ngây thơ như Khổng Thiên Tường, hắn biết khá rõ về kiếm Tần Vương. Vũ khí thần sẽ không dễ dàng nhận chủ. Một khi đã nhận chủ thì chứng tỏ người này phải có gì đó đặc biệt. Tất cả những gì xảy ra ở đây sẽ được Lương Cảnh Long bí mật truyền đạt đến vị cung chủ ở Ngọc Khuyết Cung. Ngược lại, những người lúc trước định xem trò cười của Tiêu Chính Văn lại đến kính rượu, tiếp cận Tiêu Chính Văn. Lúc đầu, bọn họ không hề coi Tiêu Chính Văn ra gì, thậm chí còn muốn xem Khổng Thiên Tường giết Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người. Nhưng từ khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cái nhìn của họ về Tiêu Chính Văn đã đảo ngược 180 độ. Hơn nữa, phía sau bọn họ đều có thế gia lâu đời làm hậu thuẫn, bọn họ không quan tâm đến ân oán giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng, càng không bị ảnh hưởng bởi thái độ của huyết tộc. Mọi người lần lượt nâng ly, kính rượu Tiêu Chính Văn để tỏ thành ý. Lúc này, Hứa Tinh Nhi cũng bước đến bên cạnh Trần Nguyệt Nhi, nhẹ giọng nói, chị Nguyệt Nhi, lẽ nào Thiên Cung Bắc Cực các chị thật sự muốn bỏ qua quá khứ? Kết liên minh với Tiêu Chính Văn sao? Hứa Tinh Nhi và Trần Nguyệt Nhi luôn gọi nhau là chị em. Hơn nữa, Thiên Cung Bắc Cực và Thiên Hương Các đã có giao tình lâu năm, vì vậy Hứa Tinh Nhi mới hỏi vậy.
Kết liên minh, Trần Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu nói, đến nay vẫn chưa nói chắc được chuyện gì. Chỉ cần không trở thành kẻ thù với anh ta là được. Nhưng nếu anh ta thật sự giết Lục Tiểu Thiến, khiến nhà họ Lục nổi giận sẽ có hậu quả thế nào, chắc em biết rõ hơn chị. Đến lúc đó, tất cả những người thân cận với anh ta đều sẽ bị liên lụy. Lẽ nào Thiên Cung Bắc Cực không sợ nhà họ Lục báo thù sao? Vốn dĩ, Hứa Tinh Nhi cũng muốn lôi kéo Tiêu Chính Văn, nhưng sau khi biết Tiêu Chính Văn chính là hung thủ giết chết Lục Tiểu Thiến, cô ta đã hoàn toàn gạt bỏ ý định này. Cho dù Tiêu Chính Văn đã thể hiện bản lĩnh độc nhất của mình trước mặt mọi người, nhưng một người bước ra từ giới thế tục cũng không thể tiến xa hơn được. Những người Tiêu Chính Văn đã đắc tội đều có lai lịch rất lớn, thậm chí có thể dùng từ đáng sợ để mô tả. Khoảng cách lớn giữa một người và một bên thế lực đâu thể lấp đầy bởi một thanh kiếm tần vương. Hơn nữa, nhà họ Lục cũng không đơn giản, trong huyết tộc, nhà họ Lục là nhân vật vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, cái chết của Lục Tiểu Thiến còn liên quan đến Ngọc Khuyết Cung, hai thế lực này đều không thể tùy ý khiêu khích. Trần Nguyệt Nhi chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ nói, chuyện này e rằng vẫn chưa đến mức đó. Nếu người nhà họ Lục muốn trả thù Tiêu Chính Văn thì tại sao phải đợi đến bây giờ? Hứa Tinh Nhi thấy Trần Nguyệt Nhi trầm mặc, đành thở dài nói, ôi, chị Nguyệt Nhi, em vẫn mong chỉ có thể suy nghĩ kỹ lại. Cho dù giữa hai người có quan hệ gì thì Hứa Tinh Nhi cũng không dám mạo hiểm vì chuyện này. Dù sau đây cũng là vấn đề lớn liên quan đến tương lai sau này của Thiên Hương Các. Cô ta không thể đem lại tai họa cho Thiên Hương Các chỉ vì tình bạn giữa cô ta và Trần Nguyệt Nhi. Thật ra, anh Tiêu cũng không để ý đến chuyện vừa rồi. Sao chúng ta không cùng uống một ly, mọi người bỏ qua những chuyện không vui trước đây, chẳng phải là tốt hơn sao? Trần Nguyệt Nhi chủ động mời. Hứa Tinh Nhi lắc đầu nói, không được, chị Nguyệt Nhi, em cũng có nỗi khổ riêng của mình, hy vọng chị có thể hiểu cho khó khăn của em. Tinh Nhi, thực ra chị cũng hiểu em không muốn mang lại tai họa cho Thiên Hương Các, nhưng có một số chuyện vẫn chưa nghiêm trọng như em nghĩ. Hơn nữa chị Nguyệt Nhi, ai mà biết trước được chuyện tương lai chứ? Em phải đi kính rượu thế tử Khổng rồi, không thể nói chuyện cùng chị được nữa. Hứa Tinh Nhi nói xong liền quay người đi về phía Khổng Thiên Tường. Sau khi Hứa Tinh Nhi quay người rời đi, mấy người đến lấy lòng Tiêu Chính Văn cũng lần lượt tới kính rượu anh rồi quay người trở về chỗ ngồi của mình. Anh Tiêu, hy vọng ngày khác chúng ta có thể gặp lại ở Huyền Thiên Đạo Cung. Một nam thanh niên trong số đó chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Trần Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn theo đám người đi xa rồi mới quay lại nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, tôi đã viết tên anh vào trong danh sách rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì vài ngày nữa anh sẽ nhận được lời mời của Huyền Thiên Đạo Cung. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản gật đầu. Từ đầu tới cuối, Tiêu Chính Văn cũng chưa từng bận tâm tới chuyện này, ngồi thêm một lúc, anh dẫn hai người Long Nguyệt và Long Hình xuống núi. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi không lâu, Lương Cảnh Long từ từ rút điện thoại ra, đi tới một góc không người, tìm một số điện thoại rồi gọi đi. Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói lạnh tanh, thiếu cung chủ, thăm dò tình hình thế nào rồi. Đã thăm dò ra rõ rồi, Tiêu Chính Văn chỉ có thực lực khoảng nhân vương cấp 4 mà thôi. Lương Cảnh Long nghiêm túc nói. Nhân vương cấp 4, vậy chuyện hắn tự tay giết chết Trương Tử Tuấn phải giải thích thế nào đây? Nam thanh niên phía đầu dây bên kia cảm thấy rất hoài nghi về điều này. Một nhân vương cấp 4 sao có thể giết chết cao thủ nhân vương cấp 5 chỉ với một chiêu? Tôi đang định báo cáo với anh đây, trong tay tên họ Tiêu đó có một thanh kiếm tần vương, tôi nghĩ chuyện hắn có thể giết ngược dòng có lẽ chính là nhờ thanh kiếm tần vương này đấy. Hơn nữa, người của Thiên Cung Bắc Cực dường như đang cố lấy lòng Tiêu Chính Văn, có ý lôi kéo rất rõ. Lương Cảnh Long nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, Thiên Cung Bắc Cực, không phải Thiên Minh Tử vừa mới chết trong tay Tiêu Chính Văn hay sao? Lẽ nào bọn họ, nam thanh niên phía đối diện nói tới đây thì không nói tiếp nữa, sau đó cúp điện thoại luôn. Ngọc Khuyết Cung căn bản không ở cùng một bậc đẳng cấp với Thiên Cung Bắc Cực, dù cho người chủ sự của Thiên Cung Bắc Cực tới thì hắn cũng hoàn toàn không coi ra gì. Có điều mọi hành động của Thiên Cung Bắc Cực rõ ràng là đang làm khó hắn. Hừ, dám làm hỏng việc của tao. Tao cũng không ngại khiến cho Thiên Cung Bắc Cực của mày biến mất khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Nam thanh niên cười lạnh lùng, trong đáy mắt lóe lên vẻ sắc bén. Đặt điện thoại xuống, nam thanh niên quay đầu lại nói với người mặc đồ đen đang đứng sau lưng,
chuyện bảo mấy người đi điều tra thế nào rồi. Thiếu chủ, tên Tiêu Chính Văn này xuất thân từ nhà họ Tiêu ở Long Kinh, thế nhưng lý do tại sao nhà họ Tiêu năm đó bị bốn gia tộc lớn tiêu diệt lại rất khó để tra ra. Hơn nữa, một số mối quan hệ của hắn ở trong quân đội cũng bị Long Các cố tình ẩn giấu, chúng tôi cũng chỉ có thể tra được một số chuyện sau khi hắn trở thành vua Bắc Lương. Người đàn ông mặc đồ đen cẩn trọng lên tiếng. Ồ, đã tra được gì rồi? Mang ra đây cho tôi xem. Người đàn ông mặc đồ đen nghe vậy thì vội vàng đưa một bản tài liệu điều tra rất dày vào trong tay nam thanh niên kia. Không thể không nói, người đàn ông mặc đồ đen này điều tra hết sức tỉ mỉ, thậm chí ngay cả một số chuyện có liên quan tới gia tộc Khương Vi Nhan cũng tra ra rõ ràng. Vừa nhìn, trên mặt nam thanh niên đó đã lộ ra một nụ cười lạnh tanh, hừ, đúng thật là một tên ngông cuồng gan to bằng trời. Vậy mà lại dám cắt đứt pháp mạch lưu truyền của Hằng Sơn, làm nhục cả năm đại danh Sơn. Tôi lại muốn xem tên ngông cuồng không coi võ tông ra gì này có thể có mấy phần bản lĩnh. Nam thanh niên đó nói xong thì ném bản báo cáo điều tra đó trở lại trên bàn. Chẳng mấy chốc, đại diện của Huyền Thiên Đạo Cung đã công bố danh sách đã được phê chuẩn ra thế tục. Khi vừa nhận được bản danh sách này, các thế lực lớn của Âu Lục, Mỹ Lục và Phi Lục gần như đều mượn truyền thông để lan truyền rộng rãi cùng lúc. Ngay cả giới truyền thông trong lãnh thổ Hoa Quốc cũng bắt đầu rầm rộ liên tiếp đăng bài về danh sách này. Thật ra vẫn có không ít môn phái trong võ tông còn cử ra những nhân vật cấp một như trưởng giáo hay môn chủ đích thân lộ diện, rêu rao triệt để. Dù gì xét trong cả võ tông thì việc có thể nhận được sự công nhận của Huyền Thiên Đạo Cung cũng là một chuyện rất đáng để khoe mẽ. Danh sách của Huyền Thiên Đạo Cung, đó không phải là nơi mà người bình thường có thể đến, chỉ có kỳ tài nổi trội mới có thể được chọn chúng. Khổng Thiên Tường, Trần Nguyệt Nhi, Hàn Hương Nhi, Lương Cảnh Long, mặc dù đầu đề của những trang báo lớn đều viết đầy tên của bọn họ, thế nhưng đối với người bình thường mà nói thì gần như vô cảm. Dù gì đó cũng là chuyện bên trong nội bộ của võ tông, không có ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của người dân bình thường. Thế nhưng, tên của Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lại nhận được sự bàn tán sôi nổi từ người dân trong tầng lớp thấp nhất của Hoa Quốc. Đối với người dân ở tầng lớp thấp nhất, hai người bọn họ đều có xuất thân từ thế tục, cũng có thể đại diện cho người Hoa Quốc hiện đại nhất. Thế nhưng vào lúc mà bọn họ nhận được sự bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều phát hiện ra trên danh sách thậm chí còn có không ít thế hệ thanh niên của các phái võ tông, thế nhưng duy chỉ không có tên của Tiêu Chính Văn. Đừng nói người bình thường cảm thấy hết sức khó hiểu về chuyện này, ngay tới không ít môn chủ võ tông cũng tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Bàn về thiên phú, có thể nói trong Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn không có đối thủ, nếu như bàn về thành tựu thì chiến tích của Tiêu Chính Văn càng vô cùng chói mắt, có thể nói xưa nay chưa ai vượt qua được. Nếu như so về thực lực, đừng nói là mấy đệ tử các phái võ tông bọn họ, ngay cả mấy trưởng giáo đại diện của năm đại danh Sơn cũng phải cúi đầu khuất phục trước Tiêu Chính Văn. Dù là mấy thế tử của các thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ, khi thấy Tiêu Chính Văn cũng phải nhỏ giọng cụp đuôi. Bất luận là truy sát hầu tước của huyết tộc hay là giết chết vương tử của gia tộc Ấn ngay trước mặt mọi người thì đều khiến cho cả thế giới phải chấn động. Những chiến tích này dù đặt trên người của thế tử của mấy thế gia đại tộc vùng ngoài lãnh thổ thì cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Nếu như bàn về danh vọng, cả Hoa Quốc, bất luận là người dân thường hay là các phái võ tông hoặc mấy ông trùm trong giới kinh doanh, có ai dám so bì với Tiêu Chính Văn cơ chứ? Thậm chí ngay cả thái độ thiên tử cũng hết sức tôn kính Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là sau khi linh khí phục hồi, Tiêu Chính Văn hết lần này tới lần khác vây chấn động cả giới võ thuật. Ngay cả mấy gia tộc lớn lâu đời ở Âu Lục hay Mỹ Lục cũng bị Tiêu Chính Văn ép cho không ngóc đầu lên nổi. Có thể nói, trong thế tục hiện tại, Tiêu Chính Văn chính là hạc giữa bầy gà, chính là nhân vật đẳng cấp nhất. Hoa Quốc cũng chính nhờ có Tiêu Chính Văn nên mới leo được lên đỉnh cao của thế giới, tránh được thời đại mới vạn quốc lai triều cho Hoa Quốc cổ xưa. Mà hiện tại lại bị Huyền Thiên Đạo Cung khinh thường, chuyện này không thể không khiến cho tất cả mọi người phải tưởng tượng xa vời. Từ khi có Huyền Thiên Đạo Cung tới nay, những người mà bọn họ thu nạp có ai không phải hạc giữa bầy gà, Tiêu Chính Văn sao có thể bị bọn họ coi như không thấy cơ chứ? Lẽ nào năng lực của Tiêu Chính Văn căn bản không nhận được sự công nhận của bọn họ hay sao? Trừ phi bọn họ mù rồi, nếu không tuyệt đối không thể bỏ sót vua Bắc Lương. Khoảnh khắc này,
không chỉ có người dân tầng lớp thấp nhất bàn luận sôi nổi về điều này mà ngay cả Trần Nguyệt Nhi cũng cảm thấy khó hiểu, sao có thể không có tên của anh Tiêu Cơ chứ? Mà đám người đứng bên cạnh lại bày ra vẻ khinh thường và nụ cười lạnh tanh. Liệu có phải có ai đã giở trò với bảng danh sách hay không, có ý gì đây? Trần Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Không thể có vấn đề, nói không chừng Tiêu Chính Văn lại đắc tội với người nào không nên đắc tội rồi. Mặc dù Lương Cảnh Long cũng vô cùng bất ngờ, thế nhưng vẫn bày ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Sư muội Nguyệt Nhi, cô cũng đã xem bảng danh sách hôm đó rồi, bên trong không chỉ có tên của mấy người chúng tôi mà tên của hắn cũng được cô tự tay mình viết lên, về điểm này thì không thể có nhầm lẫn gì đúng không? Khổng Thiên Tường nói mà mặt không đổi sắc. Thế nhưng ai cũng đều có thể nhìn ra vẻ khinh thường ở trên mặt hắn. Tôi lại cảm thấy nếu như Tiêu Chính Văn thật sự ưu tú giống như trong truyền thuyết thì dù chúng ta không báo tên của hắn lên thì người của Huyền Thiên Đạo Cung nhất định cũng sẽ viết thêm tên của hắn vào. Không sai, Huyền Thiên Đạo Cung có không ít tai mắt ở trong thế tục, nếu không thì Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cũng sẽ không nhận được giấy mời. Ừ, theo tôi thấy thì là hắn không có tư cách tham gia. Đúng vào lúc này, không biết là ai buột miệng nói ra một câu. Thế nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người rất nhanh. 80% là nguyên nhân này rồi, Huyền Thiên Đạo Cung cũng không phải ai cũng nhận, lai lịch và thực lực phải quan trọng như nhau, nếu không thì chẳng phải loạn hết quy tắc rồi hay sao? Hàn Hương Nhi bật cười lạnh lùng. Lai lịch, Huyền Thiên Đạo Cung không nhầm đấy chứ. Đông Phương Tuyết Ngưng thì có lai lịch gì? Lẽ nào nhà họ Tiêu còn không bằng nhà họ Đông Phương hay sao? Trần Nguyệt Nhi nghi hoặc hỏi. Cô đang nghi ngờ ánh mắt của Huyền Thiên Đạo Cung hay sao? Hàn Hương Nhi lạnh lùng chất vấn. Lời này vừa được thốt ra, Trần Nguyệt Nhi mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nghi hoặc trong lòng, không lên tiếng thêm nữa. Hừ, theo tôi thấy, là Huyền Thiên Đạo Cung người ta căn bản chẳng coi loại tiểu nhân như hắn ra gì. Lương Cảnh Long vừa chế nhạo vừa âm thầm đắc ý trong lòng. Lần này Tiêu Chính Văn đã mất hết mặt mũi rồi. Cũng coi như chút được một cục tức cho hắn ta. Đừng nói là ở trong nước quan tâm đến chuyện này, đến cả nước ngoài cũng đang bàn tán xôn xao. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là người được cả Âu Lục biết rõ, 5 lần 7 lượt đạp Âu Lục xuống dưới chân. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người Âu Lục chính là Huyền Thiên Đạo Cung có sai lầm ở chỗ nào không. Trước đó một tuần, đã có không ít tin đồn, toàn bộ Âu Lục, thậm chí là toàn bộ thế giới đều coi Tiêu Chính Văn là đối thủ tiềm tàng hàng đầu. Dù sao cho tới bây giờ, bất luận là sau khi linh khí trở lại thì trên thế giới Tiêu Chính Văn vẫn dường như không có đối thủ. Cả Mỹ Lục và Phi Lục cũng đều bị một mình Tiêu Chính Văn chèn ép đến nỗi không ngẩng đầu dậy được. Còn lâu đài Vexai ở Âu Lục thì có mối thâm thù đại hận với Tiêu Chính Văn. Trước đây không lâu, chuyện Tiêu Chính Văn và đám người Long Nguyệt đi vào thánh vực rồi giết toàn bộ những thế tử mà lâu đài Vexai phái tới đã được phía Âu Lục điều tra rõ ràng. Nhiều thế tử như vậy, tất cả đều là hy vọng tương lai của Âu Lục, nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi, giết sạch không chừa một bóng. Mà lần này, vốn Âu Lục còn đang thảo luận nên làm thế nào đối phó với Tiêu Chính Văn, trong danh sách khách mời của Huyền Thiên Đạo Cung lại không có tên của Tiêu Chính Văn, việc này làm sao có thể khiến họ không suy nghĩ lung tung được. Rất nhanh sau đó, người phụ trách nghe ngóng thông tin của Âu Lục đã gửi đến thông tin xác thực. Trong danh sách những người trẻ tuổi ở Hoa Quốc được mời, quả thật không có tên Tiêu Chính Văn. Thậm chí đến cả hai người Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cũng được Huyền Thiên Đạo Cung mời, duy chỉ không có Tiêu Chính Văn. Nếu nói lúc trước còn là phỏng đoán, như vậy bây giờ tin tức đã hoàn toàn được xác thực, chứng tỏ rằng Tiêu Chính Văn không có duyên vào Huyền Thiên Đạo Cung. Cho dù hai tin tức này thật hay giả, tôi đều vô cùng nghi ngờ. Không sai, nếu nói đến cả Tiêu Chính Văn còn không lọt được vào mắt của Huyền Thiên Đạo Cung, vậy thì hiện tại còn có ai có thể lọt được vào mắt của bọn họ? Việc này chắc chắn có việc khúc mắc, hoặc là Tiêu Chính Văn đã đắc tội với người nào đó không nên đắc tội rồi. Có rất nhiều ý kiến, truyền đi khắp Âu Lục. Thế nhưng cho dù mọi người bàn tán thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Tiêu Chính Văn quả thực không có tên trong danh sách được mời vào Huyền Thiên Đạo Cung lần này. Không chỉ bản thân Tiêu Chính Văn cũng không được mời, tất cả những người khác ở Điện Thần Long cũng không được mời, thậm chí Long Nguyệt và Long Hình cũng bị loại. Lúc này, trong một khu rừng rậm ở Vi Hào,
một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục thời kỳ Edo vừa uống trà vừa khinh thường nói, vốn tôi còn định giải quyết ân oán với Tiêu Chính Văn. Nhưng mà đáng tiếc, hắn quá ngang ngược, đến mỗi khiến cho Huyền Thiên Đạo Cung cho rằng hắn không có tư cách được vào, thật sự nực cười. Còn ở Mỹ Lục, một người đàn ông trung tuổi tóc dài, mặc áo choàng, trong tay cầm chiến phủ, hai mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ của Axeller, có chút thất vọng thở dài. Cơ thể ông ta cường tráng, khí thế bức người, như một vị thần tiên từ trên trời giáng xuống. Mái tóc dài màu vàng ấy gần như che khuất gương mặt của ông ta. Thế nhưng khí tức của cảnh giới nhân vương cấp 5 đỉnh cao lại làm rúng động một vùng đất trời. Không biết người của Huyền Thiên Đạo Cung có đang cố ý bảo vệ cậu ta hay không, số phận lại chơi đùa với chúng ta mà. Tiêu Trinh Văn vậy mà không được chọn sao. Lần này ông ta thay mặt cổ tộc họ Ấn quay lại giới thế tục, nhiệm vụ duy nhất chính là giết chết Tiêu Chính Văn, báo thù cho Axeller. Tiếp theo là phải điều tra ra được hung thủ thật sự giết chết sứ giả của cổ tộc họ Ấn. Còn về phần Huyền Thiên Đạo Cung, cổ tộc họ Ấn hoàn toàn không để tâm, dù sao thì nền văn minh của nhà họ Ấn và nền văn minh cổ xưa của Hoa Quốc vốn đã là một trời một vực. Huyền Thiên Đạo Cung mặc dù được các thế lực ở Hoa Quốc cũng như Âu Lục, Mỹ Lục coi là thánh điện, nhưng trong mắt cổ tộc họ Ân hoàn toàn không có chút giá trị. Những lời bàn tán bên ngoài càng lúc càng trở sôi sục, không ít người dân Hoa Quốc cũng bắt đầu lên tiếng bất bình thay cho Tiêu Chính Văn. Những chuyện như thế này, cho dù là người thường cũng có thể hiểu, đây rõ ràng là Huyền Thiên Đạo Cung đang cố ý chèn ép Tiêu Chính Văn. Hoặc là, Huyền Thiên Đạo Cung đang dùng cách này làm cho Tiêu Chính Văn mất mặt. Đường đường là vua Bắc Lương, Tiêu, chiến thần Hoa Quốc bách chiến bách thắng, lại bị Huyền Thiên Đạo Cung xem thường, chuyện này quá mức rõ ràng. Người như Tiêu Chính Văn, đừng nói là trăm năm gần đây, tin rằng cho dù là từ xưa đến nay cũng được là nhân tài hiếm gặp. Người như Trương Lăng Phong, Đông Phương Tuyết Ngưng làm gì có tư cách so tài cao thấp với Tiêu Chính Văn chứ? Ban đầu, giữa bọn họ chỉ kém nhau một tầng cảnh giới mà thôi. Nhưng mà bây giờ, hai người họ vẫn ở cảnh giới thiên thần, còn Tiêu Chính Văn đã là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 rồi. Trong mắt người dân Hoa Quốc, người duy nhất có thể đại diện cho sức mạnh lớn nhất của Hoa Quốc, không phải là năm đại danh sơn, cũng không phải những vị thế tử trở lại từ vùng ngoài lãnh thổ, mà chính là Tiêu Chính Văn. Lúc này, trong Học viện Võ thuật Âu Lục, vẻ mặt đám người Camelo và Lockhartis rất nghiêm trọng, ngồi ngay ngắn trong văn phòng của hiệu trưởng. Đối diện bọn họ là hai người, chính là hai vị danh tướng dưới trướng Napoleon, Joseph và Hoda. Có thể nói, người duy nhất trên toàn thế giới biết được nội tình cũng chỉ có mấy nhân vật cốt cán nhất là bọn họ. Người đời đều biết, Joseph và Hoda là những trợ thủ đắc lực bên cạnh Napoleon, nhưng lại không ai biết rằng, hai người họ và Huyền Thiên Đạo Cung có mối quan hệ hết sức mật thiết. Hừ, bây giờ đã ồn ào đến mức này rồi, tên Tiêu Chính Văn đó còn có gì để nói chứ? Joseph lạnh lùng cười khẩy, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Thật ra từ sớm đã nên cho cậu ta một đòn phủ đầu, năm đó, mấy người chúng tôi đều ở vùng ngoài lãnh thổ nên mới để cho tên ấy có cơ hội tác oai tác quái. Nhưng mà các người... Hoda nói đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn đám người Camelo và Lockhartis nói, mấy người quả thật sắp làm mất hết mặt mũi của người Âu Lục chúng ta rồi. Từ sau khi Napoleon thua trận trốn vào vùng ngoài lãnh thổ, ông ta đã đặc biệt để lại rất nhiều trận pháp cho các gia tộc lớn ở Âu Lục. Nhưng những người này thì hay rồi, trải qua mấy trăm năm phát triển, không những không vượt qua được Hoa Quốc về võ thuật, ngược lại thương mại thì rất có thành tựu. Mà võ thuật gần như bị Hoa Quốc dẫm đạp dưới chân. Thậm chí từ khi Tiêu Chính Văn mới ra đời, cả Âu Lục đã bị Hoa Quốc đè bẹp, hết lần này tới lần khác thất bại thảm hại, thương vong không kể xiết. Từ sau khi linh khí quay về, Tiêu Chính Văn suýt chút nữa đã tiêu diệt hy vọng tương lai của lâu đài Versailles. Cùng với việc ở lại giới thế tục, đám người vua Arthur trấn giữ Âu Lục đều bị Tiêu Chính Văn giết luôn một lượt. Nếu không phải bọn họ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, sợ là lúc này Âu Lục đã trở thành nước phụ thuộc của Hoa Quốc rồi. Khi đó, sau ngàn năm kìm nén, khó khăn lắm mới có thể nổi dậy trong vài trăm năm, gần như thống trị toàn thế giới, thậm chí còn có rất nhiều thế lực xây dựng lên một kỷ nguyên văn minh mới. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sự nỗ lực mấy trăm năm của những người đi trước lại bị đổ hết xuống sông xuống bể, làm sao có thể không khiến hai người bọn họ tức giận đây? Để lại cho các ông nhiều sức mạnh như vậy,
còn các ông thì sao? Để cho một mình Tiêu Chính Văn đè đầu cưỡi cổ, thậm chí còn không ngước được mặt lên, các ông có xứng với Hoàng đế Napoleon không? Ánh mắt lạnh lùng của Joseph quét qua một lượt, trầm giọng trách móc. Mặc dù nói bọn họ đảm nhận trọng trách tìm người tài cho Huyền Thiên Đạo Cung, nhưng dù sao bọn họ cũng là người Âu Lục, trong chuyện này không thể không có tâm tư riêng. Bọn họ càng hiểu rõ việc bước vào Huyền Thiên Đạo Cung có ý nghĩa như thế nào đối với một võ giả. Vì vậy, sau khi nhìn thấy cái tên Tiêu Chính Văn, bọn họ càng nổi lên tâm tư bất chính. Gạch thẳng tên Tiêu Chính Văn ra khỏi danh sách, đổi thành tên của Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng. Hai tiểu bối cảnh giới thiên thần này, làm sao có thể chống lại được những cường giả quay về từ vùng ngoài lãnh thổ của Âu Lục bọn họ, đây cũng đồng nghĩa với việc vô hình chung chèn ép các thế lực ở Hoa Quốc. Hai vị tướng quân, mong hai vị bớt giận, cũng không phải chúng tôi không muốn phát triển Âu Lục, càng không phải chúng tôi không có tinh thần cầu tiến, mà là chúng ta quả thực không có ai có thể đối địch với bọn họ. Huống hồ, lúc đó lâu đài Versailles uy hiếp vương thất Âu Lục chúng ta, ép chúng ta giao ra quyền kiểm soát đất nước, còn Tiêu Chính Văn lại giúp chúng ta một việc lớn, vì vậy chúng tôi mới câm miệng. Không để Camelo nói hết, Joseph đột nhiên tức giận quát lên, cắt ngang lời nói của ông ta. Sóng âm của tiếng quát này mạnh đến mức khiến đám người Lockhartis chấn động suýt chút nữa nôn ra máu. Joseph và Hoda tức đến mức mặt méo mó bởi những lời nhận xét của Camelo, cho dù là lâu đài Versailles hay tranh đấu nội bộ của 10 gia tộc lớn thì cũng là chuyện nội bộ của Âu Lục. Việc nhà mình mà phải nhờ người ngoài nhúng tay vào giúp đúng là vứt hết thể diện lên sao hỏa rồi. Mọi người còn mặt mũi để nói à, nếu Hoàng đế Napoleon còn ở đây, đầu của các người đã rơi xuống đất rồi. Joseph tức đến mức mặt mày không còn sắc máu, chỉ ước gì có thể băm vằm đám người Camelo thành đống thịt mới có thể hết hận. Từ nay về sau, đừng nhắc đến cái tên Tiêu Chính Văn trước mặt chúng tôi nữa, chỉ cần có hai người chúng tôi ở Âu Lục một ngày thì Âu Lục không bao giờ là nơi Tiêu Chính Văn có thể tác oai tác quái. Từ nay về sau, việc lớn nhỏ của Âu Lục cũng không cần người ngoài phải nhúng tay vào. Hoda tức giận hét lên với giọng vang dội như chiếc chuông. Bọn họ hoàn toàn không sợ gia tộc cổ đại nhà họ Ấn, vậy thì tại sao có thể xem trọng Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương không có lai lịch được chứ? Đến nửa tiếng sau, Camelo mới được Fion đỡ dậy rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Có thể nói từ lúc bắt đầu, học viện võ thuật hay 10 gia tộc lớn cũng đều mất đi thực quyền, mọi quyền lực của họ đều bị Joseph và Hoda thu vào tay. Cả Âu Lục lại quay về thời đại Napoleon lần nữa. Lúc này ngay cả mấy vương thất Âu Lục cũng đều ăn nói thận trọng, không dám có bất kỳ ý kiến phản đối chứ đừng nói là họ. Thái độ của Joseph và Hoda đã rất rõ ràng, nếu họ đã không nắm được vận mệnh của Âu Lục trong tay thì rời xa trung tâm quyền lợi là được. Nếu không phải vì họ vẫn có uy tín nhất định trong người dân thì đã tiễn họ đi gặp Thượng Đế từ lâu rồi. Trong tình huống đáng sợ này, ai dám hé răng nửa lời chứ? Ngay cả gia tộc Canter có quan hệ thân thiết với Tiêu Chính Văn cũng chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của hai người họ, giao đất phong của mình, rút ra khỏi phạm vi thế lực trước kia. Ngược lại người của gia tộc Lock được Joseph và Hoda thống nhất công nhận nên quyền lợi và địa vị gần như không bị cắt giảm. Hừ, tôi đã nói rồi không nên có quan hệ thân thiết với tên họ Tiêu kia, hơn nữa tại sao Âu Lục chúng ta phải nhờ vào một người ngoài. Các ông không chịu nghe khuyên bảo, bây giờ cũng xem như tự chuốc lấy hậu quả rồi. Đại diện của gia tộc Lock chế giễu nói. Bây giờ gia tộc Lock đã quay lại vị trí đứng đầu 10 gia tộc lớn lần nữa, ngay cả Lockhartis cũng khinh thường Camelo hơn nhiều. Lockhartis, ông đừng quên lúc đầu là gia tộc Lock ông đồng ý để Tiêu Chính Văn ra tay chống lại lâu đài Versailles, có vài việc một khi đã đưa ra quyết định thì không có đường hối hận. Có vài lời một khi đã nói ra thì không thể rút lại, các ông không chỉ gây ra tai họa cho gia tộc Lock mà còn khiến cả Âu Lục rơi vào mất an ninh. Camelo biết rõ bản lĩnh và cách làm việc của Tiêu Chính Văn, nếu đắc tội với Tiêu Chính Văn thì chắc chắn sẽ gây tai họa lớn tày trời cho Âu Lục. Ồ, hiệu trưởng Camelo, ông đang nghi ngờ thực lực của tướng quân Joseph và Hoda đấy à? Một Tiêu Chính Văn chẳng có gì có thể so sánh với hai vị tướng quân vĩ đại này được. Giọng nói tỏ vẻ khinh thường của Lockhartis vang lên phía sau Camelo cũng chỉ đành bất lực thở dài, dù sao bây giờ ông ta cũng đã không có quyền lên tiếng nữa rồi. Chiều hôm đó, Joseph và Hoda quay lại lâu đài Versailles.
năm đó hoàng đế Napoleon không nên giao lại Âu Lục cho đám người kia. Chỉ một tên nhóc ở Hoa Quốc mà cũng dọa cho bọn họ sợ vỡ mật. Joseph lắc đầu thở dài, khinh thường nói. Dù sao hai người họ cả đời đi theo Napoleon chinh chiến từ Nam đến Bắc, có cảnh tượng nào chưa gặp, có nhân vật tầm cỡ nào chưa từng tiếp xúc đâu chứ. Tiêu Chính Văn là cái thá gì? So với đại đế nước Hùng phương Bắc thì Tiêu Chính Văn cũng chẳng bằng một đứa trẻ nữa kia. Nhưng thế thì có làm sao, chẳng phải cuối cùng đại đế nước Hùng cũng vẫn phải trơ mắt nhìn họ lùi vào ngoài lãnh thổ đó sao? Ở một nơi khác, khi biết được người dân cả Hoa Quốc đều kêu gào không công bằng cho Tiêu Chính Văn, Khổng Thiên Tường tức đến độ cả người run rẩy. Một luồng khí tức vô cùng đáng sợ đang tích tụ trong người hắn như có thể lao ra khỏi cơ thể khiến cả phương trời này biến mất bất cứ lúc nào. Hừ, một Tiêu Chính Văn thôi có gì giỏi chứ? Lẽ nào các người thật sự nghĩ Khổng Thiên Tường tôi không bằng tên kia à? Khổng Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm đến mức vang lên tiếng kêu. Nếu không phải hắn còn sứ mệnh quan trọng hơn thì đã chém chết Tiêu Chính Văn rồi. Tiêu Chính Văn thì ngược lại không hề để tâm đến mấy người ở thế giới bên ngoài kia, lúc này anh cũng đang dồn toàn tâm để đột phá cảnh giới của mình. Từng tiếng ầm ầm liên tục vang vọng trong người Tiêu Chính Văn, từng luồng khí màu tím không ngừng cuồn cuộn trên đỉnh đầu anh. Lúc này Tiêu Chính Văn không chỉ là đang đột phá cảnh giới nhân vương cấp 5 mà còn đang lĩnh hội sự tuyệt diệu của nguyên khí. Nguyên khí giả cội nguồn của đất trời, cội nguồn của vạn vật. Sự hình thành của vạn vật đều có liên quan mật thiết với nguyên khí, lĩnh hội được nguyên khí cũng có nghĩa là Tiêu Chính Văn đã vượt qua ranh giới của người thường. Chính thức đạt đến độ cao nhất định, thậm chí có thể nói là càng tiến đến gần tới cảnh giới thần tiên trong truyền thuyết cổ đại. Ngay khi Tiêu Chính Văn sắp đến gần với ranh giới đột phá, trong không trung xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, như thể cả đất trời này sắp sụp xuống vậy. Khổng Thiên Tường đang trong cơn thịnh nộ bỗng cảm nhận được một luồng khí tức rất khác thường, hắn không khỏi bàng hoàng. Luồng khí tức này, lẽ nào là Tiêu Chính Văn đang đột phá? Không chỉ riêng Khổng Thiên Tường bàng hoàng mà ngay cả Hàn Hương Nhi và Lương Cảnh Long cũng chú ý đến hiện tượng kỳ lạ này. Dù sao lần này Tiêu Chính Văn cũng gây ra động tĩnh quá lớn, cả Hoa Quốc đều có thể nhìn thấy từng đám mây tím trên đỉnh đầu anh. Hừ, Tiêu Chính Văn thật sự rất ngây thơ, còn muốn đột phá nhân vương cấp 5 trước mặt chúng ta. Lương Cảnh Long nhìn đám mây màu tím trên trời cười khẩy nói. Không chỉ có Lương Cảnh Lương nghĩ thế mà ngay cả Khổng Thiên Tường và Hàn Hương Nhi cũng có suy nghĩ giống hắn. Họ nghĩ Tiêu Chính Văn thấp hơn họ một cảnh giới đã khó đối phó như thế, nếu để Tiêu Chính Văn đột phá thành công thì càng khó sao. Quan trọng nhất là tuyệt đối không thể để Tiêu Chính Văn phá hoại chuyện tốt của họ, càng không thể để Tiêu Chính Văn đột phá thành công, như thế có thể khiến Huyền Thiên Đạo Cung chú ý đến. Hừ, đột phá mỗi một cảnh giới nhỏ của cảnh giới nhân vương đáng sợ đến mức nào. Dù là những người như chúng ta cũng phải có người bảo vệ mới dám tiến hành đột phá. Tiêu Chính Văn tưởng chúng ta không tồn tại sao? Khổng Thiên Tường cười khẩy, giơ tay lên chỉ về phía chân trời. Chỉ thấy một ánh sáng trắng đáng sợ lao về phía lớp mây màu tím kia. Chỉ thoáng chốc hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau giữa không trung, quấn vào nhau, bầu trời cả Hoa Quốc đều xuất hiện sự hỗn loạn. Ngay sau đó, Lương Cảnh Long cũng lặng lẽ đánh một luồng sáng trắng ra quấn chặt lấy tầng mây tím đó. Chỉ cần đánh tan tầng mây tím trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn thì Tiêu Chính Văn đã thất bại. Mỗi lần đột phá của cảnh giới nhân vương đều vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể nổ tung mà chết. Huống gì đám người họ còn cố ý quấy rối. Hừ, bắt nạt người ta quá rồi đấy. Lý Chính Đạo cũng chú ý đến hành động của đám người Khổng Thiên Tường. Rõ ràng là đang muốn đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết bằng cách ngăn cản anh đột phá. Sau đó cũng đánh ra một luồng sáng trắng gia nhập vào chiến đấu. Chỉ là mục tiêu của ông ta không phải là tầng mây tím trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn mà là hai người Khổng Thiên Tường và Lương Cảnh Long. Vô số khí tức mạnh mẽ lập tức khuấy động tiếng gió ở cả Hoa Quốc, Sở Hồng Thiên đứng trên đỉnh Thiên Sơn nhìn về phía xa xa, chỉ có thể bất lực thở dài. Dù ông ta có lòng ra tay giúp đỡ nhưng ông ta chẳng là gì so với đám người Khổng Thiên Tường cả. Sư phụ, có thế tử nhà họ Lý giúp đỡ, 80% Tiêu Chính Văn sẽ đột phá thành công. Đệ tử của Sở Hồng Thiên nhìn về phía chân trời, như có điều suy nghĩ nói. Đâu có dễ như thế,
dù Tiêu Chính Văn là thiên tài thì nước đã bị khuấy động, e là có Lý Chính Đạo giúp cũng không thể làm gì được. Sở Hồng Thiên thở dài, ông ta cũng không đánh giá cao Tiêu Chính Văn. Các vị là thế tử của các gia tộc, lẽ nào hành vi của một thế tử lại không quang minh chính đại thế sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Chu Trấn Long cũng đại diện cho nhà họ Chu. Tiền bối Chu, chúng tôi chủ đang bảo vệ cho người dân Hoa Quốc, dù sao uy lực còn sót lại khi đột phá cảnh giới nhân vương cấp 5 cũng có thể hủy diệt nửa Hoa Quốc, cũng không thể trơ mắt nhìn người dân gặp nạn chứ. Không Thiên Tường cười khẩy nói. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến sự quấy rầy từ bên ngoài. Suy cho cùng, anh không chỉ vì đột phá cảnh giới, mà còn muốn thật sự giác ngộ nguyên khí. Khi đạt đến cấp độ nguyên khí, Tiêu Chính Văn mới có cơ hội chiến thắng cao hơn khi đối mặt với những cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở lại. Trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Nhiều cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở lại Hoa Quốc đã hướng về phía dãy núi Asis ở biên giới Hoa Quốc và Tây Vực. Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa sẽ đến ngày mở cửa Huyền Thiên Đạo Cung. Nếu không nhanh chóng tìm hiểu tình hình thì sẽ vô cùng bất lợi cho bản thân. Khổng Thiên Tường liếc nhìn đám mây tím, bất lực khịt mũi nói, lần này lời cho anh rồi, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ dạy dỗ anh một bài học. Nói xong, Khổng Thiên Tường hùng hổ quay người, dẫn theo 10 thế tử của các thế gia lớn, đi thẳng đến dãy núi Asis. Mà lúc này, dưới chân núi Asis, rất nhiều thế tử Âu Lục và cao thủ vùng ngoài lãnh thổ đã tụ tập lại, những người này đến đây sau khi nhận được lời mời từ Huyền Thiên Đạo Cung. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cũng có mặt trong đám người. Nhưng cho đến lúc này, người của Hoa Quốc vẫn chưa đến. Vì vậy, hai người họ cũng trở nên nổi bật trong đám người. Đã lâu không gặp, xem ra trong khoảng thời gian này, anh cũng tiến bộ không ít nhỉ. Đông Phương Tuyết Ngưng vẫy tay với Trương Lăng Phong, rồi cẩn thận quan sát hắn. Lúc này, Trương Lăng Phong đã đột phá lên cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Nếu trong quá khứ, chắc chắn có thể được coi là bá chủ một phương. Nhưng bây giờ, ở trước mặt cường giả nhân vương, chút thực lực này chẳng là gì cả. Cũng ổn, cô cũng không tệ nhỉ, cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, tốc độ tiến bộ của cô cũng khiến tôi kinh ngạc đấy. Trương Lăng Phong vừa cười vừa nói. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Trương Lăng Phong cũng đã biết tiết chế hơn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi xem cảnh Tiêu Chính Văn giết cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 chỉ bằng một chiêu, Trương Lăng Phong càng nhận ra bản thân vẫn còn rất kém. Xuất thân từ nhà họ Trương thì đã sao? Bây giờ khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chính Văn càng ngày càng xa. Nếu trước đây khoảng cách chỉ là một con kênh, thì bây giờ, đã là cả sông Trường Giang. Đông Phương Tuyết Ngưng liếc nhìn xung quanh, hầu hết các cao thủ từ Âu Lục đến đây đều là thế tử của thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ. Người nào cũng toát ra khí tức mạnh mẽ của cường giả cảnh giới nhân vương. Với thực lực của hai người bọn họ, không thể so sánh với đám người này. Thay vì nói rằng bọn họ đến để tham gia tuyển chọn, tốt hơn là nên nói rằng đến để đủ danh sách. Đáng tiếc là anh Tiêu không đến tham gia. Nếu anh ta ở đây thì hy vọng chiến thắng của Hoa Quốc chúng ta sẽ càng lớn hơn. Đông Phương Tuyết Ngưng nói với vẻ tiếc nuối. Mặc dù Khổng Thiên Tường cũng đại diện cho thế lực Hoa Quốc, nhưng dù sao bọn họ cũng đến từ vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa bọn họ không phải là người hiện đại, trong số những người này, người trẻ nhất cũng đã 78 tuổi. Chỉ Tiêu Chính Văn mới có thể đại diện cho thế hệ thời nay của Hoa Quốc. Nghe vậy, Trương Lăng Phong cũng thở dài, đồng thời trong lòng thầm hối hận vì sự ấu trĩ lúc đầu của mình. Nếu hắn không mù quáng vì thù hận, mà khiêm tốn xin chỉ dạy từ Tiêu Chính Văn, thì có thể thực lực của hắn cũng bằng Long Nguyệt và Long Hình. Dù sao trước đây, hai người bọn họ không thể so sánh với Trương Lăng Phong. Xem ra, anh cũng hối hận rồi nhỉ. Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn ra được tâm tư của Trương Lăng Phong nháy mắt. Trương Lăng Phong cười khổ nói, nếu nói không hối hận thì e rằng tôi không lừa nổi cả chính mình. Nhưng có thể cô vẫn chưa biết, người đã giết nhiều thế tử ở Thánh Vực chính là Long Nguyệt và Long Hình. Tôi nhớ rất rõ lúc đó bọn họ mới chỉ đạt cảnh giới chủ soái một sao. Khi đó, chúng ta đã ở cảnh giới thiên vương rồi, nếu so ra, đúng ta đã vượt xa về cảnh giới. Nhưng bây giờ, hai người họ đã là nhân vương cấp 2, mà chúng ta vẫn ở cảnh giới thiên thần. Trương Lăng Phong gật đầu thừa nhận. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, đã như người của hai thế giới.
năm đó hắn đã kiêu ngạo thế nào chứ? Thân là hậu duệ của thế gia trông coi lăng mộ tổ long, hội tụ muôn ngàn tia sáng, còn bây giờ thì sao? Còn ai biết Trương Lăng Phong là ai nữa? Đi thôi, chúng ta cũng qua đó xem. Đông Phương Tuyết Ngưng nói, tay chỉ vào đám đông trước mặt, bước lên phía trước. Huyền Thiên Đạo Cung nằm trên đỉnh chính của dãy núi Asis, nhìn từ xa, biển mây trôi nổi, mang khí tượng của chốn thần tiên nơi hạ giới. Từ dưới chân núi, chỉ có thể nhìn thấy biển mây vô tận, chứ hoàn toàn không thể nhìn thấy thế giới bên trên biển mây. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đi theo mọi người về phía đỉnh núi. Sau khi xuyên qua biển mây, trước mặt đột nhiên sáng lên. Trên đỉnh chính của cả dãy núi Asis là một khoảng sân rộng hàng trăm km, trên đó còn có một ngọn đồi nhỏ. Toàn bộ ngọn đồi được bao quanh bởi sương mù, khiến nó có vẻ nên thơ. Trước mặt mọi người, trong làn sương mù vô tận, dường như có vô số đám mây đủ màu sắc, trong mỗi đám mây đều có một cỗ khí tức cường đại không thể biết được. Bên cạnh ngọn đồi, có một tấm bia đá đơn giản với bốn chữ Huyền Thiên Đạo Cung. Trương Lăng Phong liếc nhìn bốn chữ lớn, liền cảm nhận được một luồng khí tức dường như đến từ thời cổ đại, luồng khí tức đó tồn tại từ khi trời đất được sinh ra. Luồng khí tức này khiến Trương Lăng Phong cảm thấy bị áp chế. Mặc dù lúc này hắn đã là cường giả cảnh giới thiên thần đại cấp 3 sao, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngạt thở mà lùi lại vài bước. Đúng lúc này, một vài đám mây bay xuống, đám người Khổng Thiên Tường chân đạp mây, bay đến gần. Anh Khổng, đây hẳn là Vân Hà trận của Huyền Thiên Đạo Cung. Lương Cảnh Long nhìn về phía Huyền Thiên Đạo Cung, sau đó nói vô cùng chắc chắn. Đúng vậy, đây là Vân Hà trận. Nghe nói, từ xưa đến nay, chỉ có 3 người có thể sử dụng trận pháp này. Hàn Hương Nhi nhìn chằm chằm vào cổng chính của Huyền Thiên Đạo Cung, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao cô ta cũng đã được tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung, đương nhiên cô ta biết nhiều hơn những người khác. Nghe vậy, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng mới chú ý đến những đám mây dường như tạo thành một trận pháp gió không thể lọt qua, bao bọc lấy cả Huyền Thiên Đạo Cung. Trên đỉnh Huyền Thiên Đạo Cung, còn có một tấm bia đá cao chọc trời, trên tấm bia có thể nhìn thấy tên người kín mít. Có người của Hoa Quốc, Âu Lục, Cận Đại cũng có, từ thời cổ xưa cũng có, thậm chí tên của Bạch Khởi và Hàn Tín cũng xuất hiện trên đó. Nghe nói những người vượt qua được trận pháp này chỉ có Bạch Khởi, Hạng Vũ và Tam Nguyên Lý Tịnh. Ngay cả Hàn Tín vẫn chưa làm được điều này. Hàn Hương Nhi nhìn về phía Vân Hà Trận, ngậm ngùi nói. Chị Hương Nhi, nghe nói nơi đây từng là hành cung của một vị Long Vương của Long Tộc, không biết có đúng hay không? Hứa Tinh Nhi tò mò hỏi. Nghe vậy, đám người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn. Hành cung của Long Vương, lẽ nào trong Huyền Thiên Đạo Cung cất giữ nhiều bí mật đến vậy sao? Chị không rõ có phải hành cung của Long Vương hay không, chị chỉ biết khí tức trong Vân Hà chính là khí tức của rồng. Vì vậy, mặc dù nhìn trận pháp này chẳng ra sao, nhưng năm đó Hàn Tín và Nhạc Phi dùng toàn lực cũng chỉ có thể phá vỡ 13 kết giới của trận pháp mà thôi. Chỉ có Bạch Khởi mới có thể phá vỡ 7749 kết giới của trận pháp chỉ bằng một đòn. Ông ta là người duy nhất từ xưa đến nay làm được điều này. 49 danh giới. Mọi người xung quanh nghe vậy đều toát mồ hôi. Ngay cả Trương Lăng Phong nghe xong cũng tặc lưỡi. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là 49 kết giới, ngay cả một kết giới cũng không thể phá nổi. Mọi người nhìn kìa, có người muốn thách đấu. Lương Cảnh Long chỉ vào đám người Âu Lục. Một người đàn ông mạnh mẽ với nước da ngăm đen, sải bước về phía Vân Hà trận của Huyền Thiên Đạo Cung. Chỉ thấy khắp người đàn ông vạm vỡ đó đều lóe lên một ngọn lửa màu đen, hắn giống như một ác thần tới từ địa ngục. Thực lực của hắn dù vẫn chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao của nhân vương cấp 5 nhưng cũng ở mức xấp xỉ rồi. Dù gì người có thể đại diện cho phi lục tới trước cửa Huyền Thiên Đạo Cung đều chẳng tầm thường chút nào. Mà Vân Hà trận này cũng đang kiểm tra thiên phú của mọi người, chỉ những kẻ có thiên tú hơn người mới được Huyền Thiên Đạo Cung thu nạp chính thức. Loại người được dẫn vào Huyền Thiên Đạo Cung giống như Hàn Hương Nhi vĩnh viễn sẽ không được Huyền Thiên Đạo Cung tiếp nhận, chỉ từ việc trên bia đá cỡ lớn đó không có tên của cô ta đã có thể nói rõ tất cả rồi. Mỗi một người có thể lưu tên bên trên bia đá đều là nhân vật đẳng cấp tên tuổi lẫy lừng từ cổ chí kim, nói là người phát ngôn của một thời đại cũng không quá lời. Chỉ thấy nam thanh niên đó đi lại gần với biểu cảm hết sức nghiêm trọng,
nín thở nhìn về phía Vân Hà trận phía trước mặt. Kilo. Khổng Thiên Tường nhìn về phía nam thanh niên kia, thất thanh hô lên. Mấy người Lương Cảnh Long nghe thấy cái tên này thì không khỏi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Khổng Thiên Tường. Anh ta đến từ một thị tộc cổ xưa vô cùng thần bí của Phi Lục, nghe nói anh ta là người kế thừa có tiềm năng nhất của thị tộc đó, không ngờ ngay cả anh ta cũng tới rồi. Khổng Thiên Tường giải thích với vẻ nghiêm trọng. Khổng Thiên Tường từng có duyên gặp mặt Kilo một lần, biết được thực lực của đối phương tuyệt đối không hề tầm thường. Khi trước, người này từng một mình chém giết vào trong một tông môn lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, dùng sức mạnh của một người để tiêu diệt hết cả tông môn. Mặc dù Kilo lúc đó mới chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 1, thế nhưng từ điểm này đã không khó để nhìn ra được sự đáng sợ của thị tộc Phi Lục đó. Theo như lời tiền bối nhà họ Khổng từng nói, thị tộc đó của Phi Lục cũng có mối liên hệ hết sức rối rắm với khởi nguồn của địa cầu, thậm chí người của cả Phi Lục còn là nô bộc của thị tộc đó. Từ đó có thể thấy được ban đầu thị tộc đó cường đại tới độ nào. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà thị tộc cường đại đó cũng đồng thời biến mất tăm cùng với sự biến mất của Long tộc. Cho tới ngày nay thì đã có tới mấy chục nghìn năm lịch sử, mà trong quá trình này, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một hai người thừa kế của thị tộc thần bí, hơn nữa mỗi một người đều là sự tồn tại kinh động thế tục. Người này có điểm nào hơn người sao? Lương Cảnh Long không khỏi nhíu mày. Hắn thật sự không thể nhìn ra tên đàn ông lực lưỡng trước mắt này, ngoại trừ biết tí võ vẽ ra thì còn có điểm gì hơn người nữa. Nghe nói thì tộc này của bọn họ cũng có mối liên hệ vô cùng rắc rối với Long tộc, hơn nữa năm đó sau khi Long tộc biến mất, thì tộc của bọn họ cũng đồng thời biến mất theo luôn. Theo như lời gia chủ nhà họ Khổng đã nói, mỗi người trong thị tộc này của bọn họ đều có huyết mạch của Long tộc. Khổng Thiên Tường trầm giọng nói. Đối với bất cứ ai thì huyết mạch Long tộc cũng đều là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Người mang trong mình huyết mạch Long tộc, bất luận là sức mạnh hay là tính lĩnh ngộ thì cũng vượt xa so với người thường. Đây chính là thứ gọi là áp chế thân mạch trời sinh. Có điều sau mấy chục nghìn năm lưu truyền cũng khó tránh khỏi việc người đời sau vì huyết mạch Long tộc khan hiếm nên tồn tại một số thành phần phóng đại, dù gì tới hiện tại thì vẫn chưa có ai gặp được người thật sự sở hữu huyết mạch Long tộc. Lúc này, khí tức khắp người Kilo đột nhiên dâng cao, một cỗ khí thế ngút trời khiến cho những người đang có mặt đều có một loại cảm giác áp chế vô hình. Ngay cả mấy người Khổng Thiên Tường cũng không thể không dùng toàn lực đối kháng, còn Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng bị cỗ khí thế cường đại này ép cho lùi về phía góc của khán đài. Chỉ thấy Kilo siết chặt tay thành nắm đấm, ngọn lửa màu đen đột nhiên vọt lên cao vài mét, sau đó nắm đấm vô cùng mạnh mẽ đánh về phía Vân Hà trận. Sức mạnh cuộn trào mạnh mẽ đó mang theo uy lực long trời lở đất lao thẳng về phía Vân Hà trận. Chỉ là sau khi sức mạnh cường đại đó đánh vào trong Vân Hà trận thì lại một đi không trở lại, căn bản không hề gây nên bất cứ sóng gió gì. Cái gì, gần như tất cả mọi người đều nhìn tới ngây ngốc. Chuyện này sao có thể? Kilo trợn tròn hai mắt nhìn về phía Vân Hà trận, cả người đều đờ hết cả ra. Đây là cú đấm mạnh nhất của hắn rồi. Vậy mà ngay cả một kết giới cũng chẳng thể đánh tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Khổng Thiên Tường không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh tanh. Xem ra câu nói nghe danh chẳng bằng gặp mặt quả thực không sai, mặc dù thoạt nhìn thì tên Kilo này có thực lực không hề tầm thường, thế nhưng đáng tiếc là giống như những gì Lương Cảnh Long đã nghĩ, tính lĩnh ngộ cũng thấp quá rồi. Cú đấm ban nãy của hắn chỉ sử dụng từ trường tự thân, cũng có thể nói, thậm chí cả việc nguyên khí là thứ gì hắn cũng chẳng rõ. Đối thủ như vậy, cảnh giới có mạnh nữa có thể làm được gì đây? Loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển này căn bản không xứng để vào Huyền Thiên Đạo Cung. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng khiếp sợ khi thấy vậy. Đặc biệt là Đông Phương Tuyết Ngưng, cô ta tuyệt đối không thể ngờ được cú đấm mạnh mẽ này của Kilo lại biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả một tia kết giới của Vân Hà trận cũng chẳng thể phá được. Vậy thì cô ta và Trương Lăng Phong thậm chí còn chẳng cần phải động tay nữa. Dù có dồn hết sức thì cũng chẳng mạnh hơn Kilo bao nhiêu. Chỉ bằng Thế Tử Lương qua thử xem sao. Hàn Hương Nhi quay đầu nhìn về phía Lương Cảnh Long. Lương Cảnh Long do dự một lát rồi sải bước tiến tới, sau đó quả quyết ra tay, một luồng sáng vô cùng chói mắt lóe qua, chỉ thấy một nắm đấm lao thẳng về phía Vân Hà trận. Cùng với một tiếng vang cực lớn, dáng ngũ sắc ở tầng ngoài nhất lập tức nhạt đi rất nhiều. Ngay sau đó, những tiếng vang lớn liên tiếp truyền tới,
trực tiếp phá tan 4 tầng kết giới, mà tới phần rìa của kết giới thứ 5 thì nắm đấm cũng dần nhạt đi. Lương Cảnh Long bất lực lắc đầu thở dài một tiếng, theo hắn thấy, bản thân ít nhất cũng có thể phá được 7 tầng kết giới trở lên, thế nhưng không ngờ ngay cả kết giới thứ 5 cũng chẳng thể phá được. Thành tích này đã không tệ rồi, ít nhất còn mạnh hơn nhiều so với người ban nãy, nói lên rằng Hoa Quốc chúng ta vẫn có chút chiến lực. Hàn Hương Nhi đứng bên cạnh an ủi Lương Cảnh Long mấy câu, thế nhưng trong mắt cô ta khó giấu được vẻ khinh thường. Sư tỷ Hương Nhi, sư tỷ không thử sao? Lương Cảnh Long quay đầu liếc nhìn Hàn Hương Nhi. Hàn Hương Nhi chỉ khẽ mỉm cười, sau đó tung ra một cú đấm. Một tia sáng vô cùng rực rỡ lao thẳng về phía Vân Hà Trận, chỉ riêng khí tức vô cùng khủng bố này cũng khiến cho người ta khiếp sợ. Không hổ là đệ tử của Bát Cảnh Cung, thân thủ quá tốt. Ngay cả Khổng Thiên Tường cũng không nhịn được mà cảm thán một câu. Khi mà một chuỗi những tiếng vang lớn truyền tới, cú đấm này của Hàn Hương Nhi đã phá được kết giới thứ 11. Mặc dù kết quả này khiến cho Hàn Hương Nhi khá bất mãn, thế nhưng cũng đủ để khiến cho đại đa số những người đang có mặt phải kinh hoàng. Tiếp theo đây, Âu Lục cũng tốt, bên phía Hoa Quốc cũng được, mọi người đồng loạt tiến lên trước thử ra tay. Thế nhưng kết quả luôn không được như người ta mong đợi, đa số chỉ có thể phá được 3, 4 tia kết giới. Nhiều nhất cũng chẳng vượt quá 10 tầng kết giới. Thấy mọi người đều chưa thể phá được kỷ lục của bản thân, trên mặt Hàn Hương Nhi ít nhiều vẫn mang theo mấy phần đắc ý. Vào lúc cô ta đang dương dương tự đắc, chỉ thấy một tia sáng bao phủ cả bầu trời lao thẳng tới. Ầm 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 ầm, khí thế mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua 15 tầng kết giới. Thấy tình cảnh này, sắc mặt của Hàn Hương Nhi lập tức trở nên u ám. Ôi chao! Sư tỷ Nguyệt Nhi đúng là có thân thủ tốt. Không ngờ Thiên Cung Bắc Cực lại có một thiên tài giống như cô. Hàn Hương Nhi nói với vẻ kỳ quái. Trần Nguyệt Nhi lại chẳng buồn để tâm với cô ta, sải bước tiến tới trước mặt Đông Phương Tuyết Ngưng, nói, không phải nản lòng, người ở cảnh giới thiên thần vốn dĩ không nên tới nơi này, qua vài năm, thành tích của mấy người có lẽ còn tốt hơn tôi. Những lời này của cô ta là cố tình nói cho mấy người Khổng Thiên Tường và Hàn Hương Nhi nghe. Vì muốn cướp đi số người của Tiêu Chính Văn mà lại cho người ở cảnh giới thiên thần tới nơi này làm xấu mặt, không ngờ bọn họ cũng có thể nghĩ ra được cách này. Đông Phương Tuyết Ngưng nghe vậy thì chỉ đành lộ ra một nụ cười cay đắng, vài năm. Nói thì dễ, hiện tại cô ta chỉ mới ở cảnh giới thiên thần cấp thiên 4 sao, khoảng cách tới nhân vương còn quá xa vời. Lúc nào có thể đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 4, cấp 5, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà ở một bên khác, Khổng Thiên Tường cũng tiến lên trước một bước, cũng chuẩn bị ra tay. Chỉ là mấy tầng kết giới thôi mà, có gì khó đâu. Khổng Thiên Tường vừa nói dứt lời thì đột nhiên giơ cánh tay phải lên, một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang vọng khắp trời đất một phương. Một con rồng màu bạc đột nhiên xuất hiện sau lưng Khổng Thiên Tường. Khi hắn vừa vung tay, con rồng màu bạc liền phóng thẳng vào Vân Hà Trận. Nhìn cảnh tượng này, hầu như tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Từ lâu, ở vùng ngoài lãnh thổ đã có tin đồn về việc khi đó Khổng Khâu giết Thiếu Trinh Mão không hề đơn giản. Thậm chí còn có người cùng thời đại với Khổng Khâu đứng ra làm chứng, nói trong số các đệ tử của Thiếu Trinh Mão thời đó, có người đã dâng tặng một lọ huyết long. Sau khi biết tin tức này, Khổng Khâu liền phái quan viên bao vây nhà của Thiếu Trinh Mão ngay trong đêm, còn uy hiếp Thiếu Trinh Mão, chỉ cần giao huyết long ra thì có thể miễn tội chết. Nhưng Thiếu Trinh Mão không hề sợ hãi quyền lực, quyết không tuân theo. Cuối cùng, Khổng Khâu ra lệnh cho người dùng dao rạch bụng người vợ đang mang thai 9 tháng của Thiếu Trinh Mão, lấy đứa bé ra rồi lại dùng dao kề lên cổ đứa con trai duy nhất của Thiếu Trinh Mão, buộc ông ta phải nghe theo. Cuối cùng, Thiếu Trinh Mão chỉ có thể giao ra huyết long. Nhưng tin đồn này chưa được xác nhận rõ ràng, người nhà họ Khổng cũng chưa bao giờ khoe mang huyết mạch long tộc. Việc này dần dần rơi vào lãng quên. Nhưng hôm nay, Khổng Thiên Tường lại để lộ huyết mạch long tộc, có nghĩa là những tin đồn đó là sự thật. Nhà họ Khổng thật sự có huyết mạch long tộc sao? Trần Nguyệt Nhi đột ngột quay lại, nhìn Khổng Thiên Tường. Câu hỏi của cô ta không chỉ hỏi về chuyện huyết mạch của long tộc, nếu chuyện này là thật thì những tin đồn thất thiệt về nhà họ Khổng có thể khẳng định là thật. Xét cho cùng, nhà họ Khổng không có quan hệ gì với long tộc. Không thể có huyết mạch của long tộc, càng không thể đạt tới trình độ tinh thuần như hiện nay, ngay cả huyết mạch long tộc trong người Trương Thế Tuấn vô cùng ít ỏi.
rồng biến hóa thậm chí còn không bằng 1/10 kích thước của con rồng bạc của Khổng Thiên Tường. Hừ, nhà họ Khổng chúng tôi từ xa xưa đã có huyết mạch long tộc, chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Lẽ nào các người cho rằng, chỉ có kẻ đánh cắp tim rồng như Tiêu Chính Văn mới có được huyết mạch long tộc tinh thuần sao? Khổng Thiên Tường chế nhạo. Lúc Tiêu Chính Văn giết Trương Thế Tuấn, rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy ba con rồng khổng lồ. Nói cách khác, trong người Tiêu Chính Văn có tim rồng, rất có khả năng là người được ông trời chọn, vì vậy, hôm nay Khổng Thiên Tường mới cố ý thể hiện huyết mạch long tộc của nhà họ Khổng. Mục đích đương nhiên là để nhắm vào Tiêu Chính Văn, hắn muốn tất cả mọi người hiểu rõ. Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tên trộm đang cố gắng tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Còn chủ nhân thực sự của năm trái tim rồng phải là nhà họ Khổng. Lúc này ngay cả người đã nhìn thấy Tiêu Chính Văn diễn hóa ba con rồng khổng lồ như Trần Nguyệt Nhi cũng phải thừa nhận rằng khí tức long tộc của Khổng Thiên Tường càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí còn vượt xa Tiêu Chính Văn. Lúc này, trên bầu trời, một con rồng khổng lồ màu bạc đang bay lượn, như muốn nuốt chửng núi sông một phương trong gang tấc. Khí tức mạnh mẽ của rồng phóng thẳng lên bầu trời, con rồng khổng lồ lại xà xuống, mục tiêu hiển nhiên là Vân Hà Trận. Dường như Vân Hà Trận sẽ hóa thành hư vô dưới đòn công kích này. E rằng loại khí thế mạnh sẽ này sẽ hủy diệt cả trời đất một phương. Không ngờ trong Hoa Quốc lại có người mang huyết mạch long tộc, thật khiến người ta kinh ngạc. Chẳng phải huyết mạch long tộc đã biến mất ở Hoa Quốc từ lâu rồi sao? Lúc này, đám người xung quanh thấp giọng bàn tán. Khi rồng lao tới, luồng khí tức mạnh mẽ thành một luồng gió lớn, ép mọi người lùi lại phía sau. Khí tức này quá mạnh mẽ, e rằng sức mạnh của một mình anh ta cũng đủ để nghiền nát tất cả chúng ta. Người của Phi Lục chúng ta chưa có ai đạt đến trình độ đó. Hai, e rằng thử thách lần này của Huyền Thiên Đạo Cung là muốn để Hoa Quốc xếp đầu tiên. Nhiều thế tử từ Phi Lục lần lượt tỏ vẻ tuyệt vọng. Huyết mạch long tộc mạnh mẽ là vì có thể diễn hóa thần long. Rồng vốn là linh vật của vạn vật, có huyết mạch trấn áp trời ban đối với bất kỳ ai. Nó còn có khả năng khắc chế trận pháp, e rằng đòn tấn công này của thế tử Khổng sẽ chấn động cả thiên hạ. Lúc này, Hàn Hương Nhi nhìn về hướng Vân Hà Trận, nói với vẻ thích thú. Vừa rồi, đòn tấn công của cô ta chỉ phá vỡ được 11 kết giới, gần như ngang bằng với Trần Nguyệt Nhi. Lần này, đòn tấn công mạnh mẽ của Khổng Thiên Tường chắc chắn sẽ cứu được thể diện cho cô ta. Khi con rồng khổng lồ ngày tiến gần Vân Hà Trận, không khí xung quanh dường như bùng cháy vì ma sát mạnh. Bùm, 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 con rồng khổng lồ màu bạc vừa va chạm với Vân Hà Trận liền trực tiếp phá vỡ ba đạo kết giới. Trong nháy mắt, 15 đạo kết giới đã bị phá vỡ. Khi phá vỡ được đạo kết giới thứ 19, khí thế hủy diệt trời đất mới bắt đầu suy yếu. Lúc này, Khổng Thiên Tường đột nhiên gầm lớn, một luồng ánh sáng bạc đột nhiên tỏa ra bao trùm cả người. Con rồng khổng lồ rõ ràng đã dần suy yếu, dường như đột nhiên lấy lại sức mạnh, khí tức lại tỏa ra mạnh mẽ. Bùm bùm, sau khi phá vỡ 4 đạo kết giới liên tiếp, cuối cùng cũng tiêu tan ở kết giới thứ 23. Nhìn thấy cảnh tượng này, hầu như tất cả mọi người đều sững sờ. Mặc dù hắn chỉ phá vỡ được 23 đạo kết giới, nhưng kỷ lục này đã vượt qua cả Thường Ngô Xuân thời Đại Minh. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Khổng Thiên Tường với vẻ kính sợ. Ngay cả trong toàn bộ lịch sử Âu Lục, cũng chỉ có rất ít người phá vỡ 20 đạo kết giới chỉ bằng một đòn tấn công. Nhà họ Khổng còn có bao nhiêu thế tử giống anh ta, ai có thể nói rõ được. Chỉ một nhà họ Khổng đã đáng sợ như vậy, toàn bộ Hoa Quốc sẽ mạnh đến mức nào? Khổng Thiên Tường phủi nhẹ lớp bụi trên người, hiển nhiên là rất hài lòng với kết quả đạt được, hắn nở nụ cười đầy tự hào. Thế tử Khổng thật lợi hại, Hàn Hương Nhi là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi. Lúc này, rất nhiều tuyển thủ Âu Lục cũng quay lại nhìn Khổng Thiên Tường, trong mắt bọn họ có sự oán hận và đố kỵ. Tôi nghĩ chỉ có một người mới có thể vượt qua anh ta. Ai? Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Hơn nữa, anh ấy sẽ là người số một trên thế giới này. Trong đám người Âu Lục, đột nhiên có người nhắc đến tên Tiêu Chính Văn. Lập tức khiến mọi người nhớ đến bóng dáng hiên ngang kia. Nghe những lời bàn luận của đám người Âu Lục, ngay cả Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong cũng nhìn về phía Vân Hà Trận với vẻ mặt phức tạp. Kể từ khi Tiêu Chính Văn đạt đến cảnh giới nhân vương, hai người bọn họ chưa từng đấu với Tiêu Chính Văn nữa,
cho nên cũng không biết rõ về lực chiến của Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn thật sự đủ thực lực để vượt qua Khổng Thiên Tường sao? 22 kết giới tương đương với uy lực thế nào chứ? Ngay cả Thường Ngô Xuân khi đó cũng chỉ có thể vượt 22 kết giới. Có thể nói trong vòng 500 năm qua, đây là kỷ lục mạnh nhất thế giới. Hai người nghĩ sao? Trần Nguyệt Nhi đột nhiên quay lại nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong khẽ lắc đầu nói, vấn đề này thật khó nói. Dù sao thực lực của anh Tiêu cũng kém hơn thể tử Khổng một cảnh giới. Không ai có thể biết rõ khoảng cách này lớn thế nào. Đông Phương Tuyết Ngưng phản bác lại, cho dù anh Tiêu kém hơn một cảm giới, nhưng xét về biểu hiện vừa rồi, ít nhất cũng có sức mạnh ngang bằng với thế tử Khổng. Quan điểm của Đông Phương Tuyết Ngưng thật ra rất khách quan. Dù sao thì Tiêu Chính Văn cũng có thể giết cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 chỉ bằng một chiêu, cho nên sức chiến đấu chắc chắn sẽ không yếu hơn Khổng Thiên Tường. Thậm chí, nếu Tiêu Chính Văn dốc toàn lực thì sức mạnh sẽ vượt qua cả Khổng Thiên Tường. Tôi không nghĩ như vậy. Tiêu Chính Văn thậm chí còn không đủ tư cách được mời vào Huyền Thiên Đạo Cung, sao anh ta có thể so sánh với thế tử Khổng chứ? Vừa nói, Lương Cảnh Long vừa bước đến trước mặt Đông Phương Tuyết Ngưng, chế nhạo nói. Đúng vậy, Hoa Quốc cử thế hệ các người đến thật quá đuối. Tiêu Chính Văn không thể so sánh với người ở thời đại chúng tôi. Với tư cách và khả năng giác ngộ của anh ta, nếu đặt ở thời đại của chúng tôi thì nhiều nhất cũng chỉ được coi là đệ tử nhập môn, e rằng ngay cả đệ tử thân truyền cũng không đến lượt anh ta. Hà Hương Nhi cũng chế nhạo nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.